không anh? Mấy trời, hello mọi người. Anh nho AC chạy vô giùm em nha mọi người ơi. Alo alo, trời em nghỉ bữa giờ luôn á. Cảm ơn chị Trang Mon nhiều nha, cảm ơn bà trẻ. Hello mọi người, anh đang xem live chấm bài và chia sẻ live stream cho em nha mọi người ơi. Trời ơi cái quân quay gì vậy. Trời ơi nó buồn, nó bơm mấy bà ơi. Em nói thiệt là lá bơm em xanh xương luôn mọi người đây nè. Vô lẹ em đi khui bơm mấy bà. Vô lẹ cho mấy em. Chia sẻ livestream cho em liền nha mọi người nha. Để em khui bơm liền luôn. Quá trời quá đất rồi mấy con này. Thiệt luôn á. Ôi, bơm gì đó mà bơm nghiệt ngã. Trời ơi tôi tức ghê. Nó bơm em mát đó mấy chế. Hello, hello nghệ. Nó bơm mấy bà bơm gì mà nó bơm cái này tôi mới tức rồi mấy bà. Nó bơm chai nước, chai sữa tắm của em mới tắt. Trời ơi, bữa đó đâu có hàng em bán mấy bà ơi. Đặt hàng chi tui vậy trời, rồi bơm. Đây. Ra hàng chị mới chứ trời. Hôm nay vô để ra hàng được mới mà. Lý Gia Hân gọi điện không nghe máy hay sao mà để cái gạch kia chịu cảnh báo bự cho bà đây nè. Ra hàng mới đây nha, vậy thôi em nên lên hàng mới nhẹ. Nên hàng mới về nhiều lắm. Rồi vô giùm em chứ mấy chị ơi. Ai đang xem live cho em xin một chấm liền nha. Chia sẻ lên cho em mọi người ơi. Rồi chấm thử coi coi là mình đã hiện lên cái tem là người chia sẻ chưa nha mấy chế đẹp nha. Để em tặng quà cho mọi người nha, được chưa? Qua 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 phụ ba kìa. Chu duyên quá. Trời ơi bom chưa kìa má ơi. Mấy bà ơi, thấy không em nói mà, khách quen cho đặt nhiều là vậy đó. Khách quen mới chị. Nhận hàng mà đi làm á, em nói thiệt mấy bà này, em mới nghe nè. Đầm chị đang bận có bao nhiêu vậy chị, đầm chị đang mặc rẻ lắm, đầm chị đang mặc có 85 ngàn cái thôi. Đầm chị đang mang là hàng shop luôn, có 85 ngàn nè, đúng sang luôn. Đợi xíu đây em nói nghe nè mấy bà. Bà nào đi làm công ty xí nghiệp, em biết là mấy bà đi làm, mấy bà cũng muốn mua hàng của em biết mấy bà ơi. Bà muốn mua hàng em rất là cảm ơn mấy bà nhiều luôn, nhưng mà nói nghe nè. Mình nhắm á, mà mình có người ở nhà mình nhận giùm hàng á thì mới chỉ đặt giùm em nha mọi người nha. Chứ mọi người đặt rồi mọi người đi làm cả ngày không có thời gian nhận hàng, không có thời gian nhận hàng hết đâu chị Linh Lê, mà cũng không đi ra ngoài buôn cục lấy hàng được luôn. Thì đặt hàng sao rồi em giao với chị đây, em thì sao em giao được mọi người đây, em cũng không biết lý do luôn nha mấy chị. Thiệt em biết là mấy bà bận bịu, mấy bà muốn đặt hàng của em dữ lắm em biết á, nhưng mà mình nhắm á, mình đặt hàng mình phải nhận được mấy bà đặt. Chứ là đặt hàng mà bà nói không phải là do chị không muốn nhận đâu em. Tại chị bận đi làm, rồi không có ai nhận hàng giùm chị hết trơn á. Mà chị ra buôn cục đóng cửa rồi. Trời ơi 7-8 giờ tối chị ra buôn cục nào còn làm việc nữa. Buôn cục nào còn làm việc nữa, trời ơi tôi chém mấy bà ghê luôn vậy đó. Có thương em, có muốn ủng hộ nhà em á.
ba đi cùng tiêu dùng. Ba bật cái đó ra cho nó tàu nó cầm đi ba. Đặt hàng của em mà không có thời gian nhận hàng, không có ai nhận giùm, rồi sao nhận hàng đấy, chờ thì tôi tức ghê luôn á. Tôi tức cái khúc đó ghê luôn gì đó. Kêu ra ngày chủ nhật, cái ngày chủ nhật hàng tới cũng không nhận luôn. Em bó tay chấm cơm luôn. Chai sữa tắm, một chai sữa tắm lên đầu like cho mọi người nè. Mấy chị chia sẻ giùm em nha. Làm em mặc có một màu à. Cái hình con Mickey này là có một màu duy nhất thôi mấy chị ơi. Không có về là xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím cho mọi người đâu nha. Bây giờ đúng có một màu duy nhất giùm em. Em đang mặc thôi mấy chị ơi. Cái này em đang mang là 85.000 một em mà mọi người ha. Rất là xinh luôn. Rất là xinh luôn mọi người. Cái form này mấy chị coi giùm em là form xòe ha. Mà dạng là dạng sơ mi luôn, rất là đẹp. Tay nè mấy chị. Ôi ôi yêu lắm luôn, 85.000 một em đầm này thôi mọi người ơi. Nhớ chấm bài và chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Đầm này ở ngoài thị trường đang bán 100 mấy hơn 200.000 một cả nha mấy chị. Chứ không có giá mà hàng chục như em bán với bà đâu, cứ yên tâm giùm em. Rồi đây nè, một chai sữa tắm nghệ mấy chị ơi, chai nghệ nha mọi người nha. Rồi cái chai này nha mấy bà ơi, em bán tặng, em bán tri ân cho mọi người ha. Em bán tri ân cái chai nghệ này cho mọi người là giá là bao nhiêu tiền đây? 29.000 nha mọi người. Dành cho chị đẹp có chia sẻ livestream giùm em được chưa? Em bán tặng chai này cho mọi người 29.000 nha. Cái này bán không có lời lại hết trơn cái chọi với chị nha. Chị là bán là lên đầu like khui bên rồi tặng, hầu như là bán lỗ cho mọi người thôi, để mấy chị chia sẻ livestream, mấy chị lên tương tác cho em ha. Chị nào mà mình chưa được tặng quà, chưa được mua hàng sale nhà em thì mấy chị ơi ráng chia sẻ lên cho em ha. May mắn một ngày nào đó mình được tặng quà, mình được mua hàng sale nhà em thì sao. Quá trời luôn. Và Phan Ngọc Tiền này là mua hàng là gọi điện không có nghe máy. Phan Ngọc Tiền mua hàng gọi điện không có nghe máy. Mà vô đi đặt cái gì nữa bà ơi. Sữa tắm 29.000 giùm em nha mấy chị đẹp nha. Nhớ chấm bài và chia sẻ lên giùm em ha. Chấm bài và chia sẻ lên giùm em. Nay có về xét ông bà chỗ xét nhà em nhiều lắm luôn á bọn Như Ngọc ơi. Thiệt xét nhà em nhiều lắm trời mấy chị ơi. Mấy chị nhớ cái xét này không? Cái xét phết này không? Cái xét phết kiểu cái cổ kiểu cái cổ cổ tàu này không mấy chế. Cái xét này rất là sang luôn mọi người nè. Coi giùm em đi. Đó, xét giùm em nha mấy chị đẹp nha. Rồi xét này em bán tặng cho mấy chị đẹp của em luôn nè. Xét này bán tặng cho mấy chị đẹp của mình luôn ha. Trời mấy cái này là tài hàng mới, hàng hot của nhà em không luôn nha mọi người ơi. Quá là đẹp luôn mấy chị. Đây. Rồi xét này em bán tặng cho mấy chị đẹp của mình luôn là 79.000 giùm em ha. 79.000 mấy chị. Đây nè, bên trong là bên ngoài là mọi người. Mặc cái xét này rất là sang luôn nha. Đây. 79.000 giùm em nha mọi người. Mấy chị có chia sẻ lên cho em ha. Rồi bự không chị, bự. Không biết còn chai nào không nữa. Trời ơi, Vàng Thi sữa tắm mua món cái ghê chứ. Hả, còn không? Còn con chai hả? Thôi còn con chai bán làm cái gì. Đây đây mấy chị. Đó, xét giùm em nha mọi người nha. 79.000 giùm em. 79.000 cho em nha. Ai chia sẻ rồi vậy? Ai chia sẻ tốt với chị đó luôn. Ai chia sẻ chốt cho người đó nha. Rồi ok, ai chốt trước vậy bảo. Lấy một đầm đang mặc cho chị Tuyết Mai em ok nè. Một đầm đang mặc chị Tuyết Mai luôn. Rồi cái sữa tắm nghệ này em chốt cho chị nào vậy? Coi giùm em đi. Nó ai comment đầu tiên á chia anh phiếu giùm em với. Rồi ok, xét 79.000 giùm em nha mọi người nha, xét 79.000. Đầm em đang mang là 85.000 nha mọi người nha, đang rất là hot luôn mấy chị ơi. Cái đầm em đang mặc cực kỳ hot mấy bà luôn, có 85.000 một cái đầm thôi nha mọi người nha. Hai đầm em đang mặc chốt cho em liền. 85.000 giùm em. Trời ơi má ơi. Ở tao tức á thì tôi tức ghê luôn mấy bà ơi. Dạ có chiều em vẫn lấy hàng, em vẫn like bình thường nha chị. Hả? Rồi đây. Áo 2 dây mấy chị. Áo 2 dây giùm em nè mọi người nè. Rồi xe với bà chế của em luôn nha. 33.000 cho chị đẹp nào mình comment nhanh tay giùm em luôn. 33.000 mấy chị. Áo 2 dây, 2 dây vàng và 2 dây nạp, 2 dây vàng và 2 dây cam. Hàng này bên trong hút ngọc cho em nha. Đây chị ơi, áo 2 dây màu cam còn không chị? Đây nè bà Hương Bưởi 33.000. Nhớ chia sẻ giùm em nha tình yêu. Nhớ chia sẻ giùm em để mua hàng giá rẻ liền nha tình yêu nha. Rồi 2 dây nè, 2 dây cam chị Hân Hân chia sẻ lên cho em. Chị Hân Hân chia sẻ lên cho em. Chị Hương Bưởi comment trước nè, 2 dây cam nè. Rồi ok nè, còn một cái 2 dây đen. 2 dây đen comment lên cho em số điện thoại nha mọi người. 2 dây đen có bức ngực bên trong luôn, 33.000 mấy chị. 33.000. Nhớ kèm em cái giá cái bên nha khách ơi. Nhớ kèm em cái giá cái bên nha mọi người nha. Được chưa? Hai dây em chúc với chị Bùi Thị Hường nè, nhớ chia sẻ lên cho em chị ơi. Chia sẻ lên giùm em nha. Hello Yến Nhi, hello em. Rồi đây, trời ơi, cái set bộ này rất là dễ thương luôn mấy bà ơi. Set bộ này là siêu cute giùm em luôn, hàng thái cho mọi người nha. Rồi em sale cho bà chế cái set bộ này luôn 59.000. Đây đây 59.000 giùm em. Đẹp dữ lắm, đẹp luôn.
Đây mấy chị ơi, set boy men cho mọi người nha, 59.000 mấy chị. Trời ơi, dễ thương không, quần xòe. Cái này là hàng thải cho mọi người nào mặc rất là mát luôn. Vải mặt là siêu mát giùm em luôn ha. Rồi ai đó chốt em luôn bộ quần xòe giùm em luôn nha mấy chị ơi, 59.000. Bộ quần xòe 59.000 giùm em. Hân Hân không có cao 33 em ơi. Hân Hân không có cao 33 nha. Rồi ok. Set 59 em chút cho Thùy Trang nè, set 59.000 nè. Rồi ok luôn. Áo cho mấy chị đẹp nha. Áo cổ vuông giùm em luôn nè mọi người. Ai. Mấy chị lên xin thoại kế bên giùm em nha mọi người nha, lên xin thoại kế bên giùm em. Rồi mấy chị ơi, áo giùm em nha mọi người nha. Áo cổ vuông dáng crop top giùm em luôn. Rồi em áo này giùm em sale cái bà chế cái áo này giùm em luôn nè. 39.000. Áo này là hàng Quảng Châu nè mấy chị nè. Cái chất mặt sướng cực kỳ luôn, form đơn giản mà chất mặt rất là sướng luôn nha. Bộ quần xòe nó chết là chốt cho ai vậy? Thùy Trang lên xin thoại không? Có xin thoại chưa? Thùy Trang lên xin thoại chú chị Phúc. Nè mấy chị lên xin thoại kế bên giùm em nha mấy chị. Để lên xin thoại kế bên giùm em nha mọi người nha. Rồi áo khoác mấy chị ơi. Áo khoác đen giùm em luôn nha mọi người nha. Rồi em xem áo khoác đen với bà chế luôn 49.000. Rồi có quần đùi không chị? Có quần đùi út tây 49.000 giùm em nha mọi người nha. Áo khoác mấy chị. Áo khoác 49.000. Rồi cái này nghệ này chốt cho ai vậy? Hả? Chốt cho ai vậy? Kiểm tra coi chị nào comment đầu tiên chốt cho chị đó. Mấy bà nào mà cảnh báo và gọi điện không nghe máy rồi á, chủ động liên lạc với shop e cho mọi người nha. Chủ động nhắn tin cho bên em, nhắn tin cho bên em biết được cái Facebook của mọi người rồi em mới chốt được nha. Còn thôi em không có chốt đâu nha. Rồi ok nè, chị Phương Bích. Chị Phương Bích em chốt cái áo khoác nè. Phương Bích nè, ok nè, Phương Bích nha, lấy áo khoác nè. Rồi tiếp tục giùm em luôn mấy bà ơi. Vui tiếp cho bà chỉ một cái cục bơm tiếp nha. Chia sẻ lên cho em mấy chị ơi. Chia sẻ lên cho em cho mọi người nha. Ít người xem em không có khui được mấy chị. Không có lên được hàng nha mọi người. Ráng chia sẻ lên cho em nha, tình yêu ơi. Nha. Em đang kiểm tra nè bà. Dưới nọ, còn dưới nọ đó. Ai mà vô cảnh báo rồi là bên em cũng không có bán nữa đâu. Có là mày bà nhắn tin cho bên em. Rồi em biết Facebook rồi, mấy mốt em rồi em mới giải quyết được mấy bà ơi. Rồi, đã bán ghẹ rồi còn bom lại luôn, đúng rồi đó chị Bình ơi, chán chết luôn vậy đó. Rồi body dài miên man mấy chị. Body dài miên man sale 69.000. Body dáng maxi mấy bà bữa hôm em like á. Body dáng maxi cho em nha mọi người nha, 69.000 mấy chị. Cổ vuông chốt cho ai vậy? Cổ vuông em chốt cho Hương Bưởi, 39.000. Sữa tắm hết rồi chứ ơi, sữa tắm chốt cho một chị đẹp một à. Em chốt cho chị Sao Huỳnh nha, sữa tắm mình em chốt chị Sao Huỳnh. Chị Sao Huỳnh comment đầu tiên. Rồi ok. Set bẹp vai thì đẹp, trời ơi quá hot luôn mấy chứ ơi, 69.000 em sale luôn cho cả nhà nha. Body em chốt cho chị Liễu. Liễu Liễu nè, body nè nha. Rồi ok. Rồi bà Nguyễn Thị Kim không bị cảnh báo bà ơi. Rồi đây nha mọi người nha, set giùm em luôn mấy chị ơi, 69.000. 69.000 nha mọi người nha. Ai lấy chốt em nè. Set bẹp vai 69.000 dành cho những chị đẹp có chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like lên cho em nha cả nhà, không chia sẻ like mua chốt được đơn nha mấy bà. Kèm cái giá kế bên cho em nha mấy chị. Kèm cái giá kế bên giùm em luôn nha. Rồi ok, Úc Ti nè, set bẹp vai. Hết rồi chị Bình ơi, hết Úc Ti rồi. Vậy sao mình được sữa tắm nha chị ơi? Sao mình được sữa tắm nha chị? Rồi còn một chai sữa tắm kìa, lát hỏi em tặng cho chị đẹp nào chia sẻ livestream nhiều nhất cho em. Em còn một chai kìa em tặng luôn. Có mua đơn, có đơn hàng nhà em và chị ta. Có đơn hàng nhà em cho mọi người nha và chia sẻ livestream giùm em ha. Trời ơi cái này mà bán là tức cái lòng ngực nha. Set Loan bẹt vai 99.000, ô lộn set Loan. Set Loan 99.000, chị nào mua được cái set này là vô mảnh luôn. Dơ lên thôi mọi người ơi, chứ cái này mà đứng mà năn nỉ mấy chị mua nó là thôi. Không có thời gian năn nỉ mấy chị. Đầm đang mặc em 85.000 mấy chị. Đầm đang mang 85.000 một em, đầm đang mặc mấy chị. Rẻ đẹp lắm. Cái gì? Úc Tây sao? Úc Tây lên thông tin cho em đi gái ơi. Trời mấy gái lên xin thoại trời. Rồi bộ ngố mấy chị. Một em ngố duy nhất luôn 59.000. 59.000 nha mọi người nha. Set Loan là quá đẹp luôn. Queen Jessica đã xếp Loan 99.000. Queen Jessica đã chơi Loan 99.000 cho em nè. Quá dễ thương luôn. Nhớ giùm em nha mọi người nha. Rồi ok chưa? Bắt đầu em lên. Mấy chị ơi chia sẻ lên cho em nha mọi người nha. Chia sẻ lên cho em liền luôn. Xếp bộ Loan, xếp ngố hồng, xếp ngố hồng để cho Vani.
muốn không để cho Van đây, ok. Út Ti thấy thông tin nè, tôi chán ghê, em bán đồ rẻ quá trời luôn. Bán đồ rẻ quá trời rẻ luôn á, mà mấy bà còn bơm hàng em nữa. Em bó tay luôn mới thiệt á, phải là bó tay chấm cơm luôn á. Thật sự em bán quá rẻ luôn mọi người, một đơn hàng em cũng lời có nhiêu đó. Cái gì ráng chia sẻ giùm em nha. Trời ơi, ai bơm tưới buồn ngủ vậy? Ai bơm tưới buồn ngủ vậy trời? Buồn ngủ đi bơm hàng tôi trời ơi. Con này là tên gì đây? Con này mà bơm hàng buồn ngủ tao là tao phải ghiêu, tao phải ghiêu nó mới được. Không để là cho nó khác được, ngàn na ghi. Là hôm bữa là cái áo, xong rồi đặt cái áo, xong rồi cái quần gửi luôn không chịu. Đây, đây là chị Đỷ, đây là chị Đỷ, phải gọi là mua hàng chừng nào cho gửi mới được quyền gửi, chứ shop không được quyền tự ý gửi. Chừng nào mà đủ mắt, chừng nào mà đủ mắt lựa đủ đơn, thích gửi mới cho gửi, còn không thích gửi, khách hàng chưa cho gửi là đéo được quyền gửi. Dạ đây thì thôi, khách hàng đừng có đặt hàng, shop đéo cũng muốn quyền bán nha. Thích thì đặt, mà shop đéo thích bán mới giống người như vậy. Nên làm ơn đừng có đặt hàng nha, đéo có nhu cầu bán cho mấy con thành phần như vậy, ok, đéo có nhu cầu nha. Mấy đỉ mà đặt hàng đủ mắt mà thích tao, thích khi nào gửi á, khi nào tao nhận á, mày mới được quyền gửi, thì tao shop tao đéo có nhu cầu bán, ok, làm ơn dăng ở chỗ khác giùm cái nha. Còn ở đây á, không phải là shop không cho mấy chị giữ hàng, vẫn cho giữ hàng, ăn nói cho đàng hoàng, tự thế thì người ta cho giữ hàng đàng hoàng, chứ đừng có dòng vô dòng mẹ dòng cha tôi ha. Bán hàng khách hàng là thượng đế, thiệt sự mấy chị. Em cũng không làm gì mấy chị ơi, em rất là tôn trọng mấy chị luôn, nhưng mà mấy bà phải tôn trọng người bán giùm cái nha. Người ta cũng bỏ tiền ra trước, người ta lấy hàng về người ta bán cho mọi người, chứ không phải ra đường lụm xong rồi về vô lên bán một cái. Ví dụ như cái này em bán 65.000, cái em lời luôn 65.000, không phải mấy chị. Vốn trong này của em nè, vốn trong này của em là 60.000 rồi, vốn này của em là 60.000 rồi mấy bà ha. 65.000 áo giùm em luôn, lên thấy chế lên ơi. Ừ, đơn Ly Loan chưa nhận được đơn, không biết luôn nè bà chế, đợi em xíu coi. Rồi cuối cùng nữa ra đây, đây là đặt quá chị đặt luôn, nhưng mà có một cái bị cái gì đây ha. Ấy Nguyễn khỏe gái ơi, áo 65.000 chúc cho Ngọc Huyền lên thông tin giùm em. Áo 65.000 chúc Ngọc Huyền lên thông tin. Ai? Tuyền Bích hả? Tuyền Bích không lên thông tin xã đâu. Phượng Bích hả? Đàm chị mặc còn không chị? Bây giờ chị đang lên nè, cục con. Một em xuân cao cấp, một em này là bao đẹp luôn. Em bay video này là siêu phẩm luôn cả nhà. Em bay video này là siêu phẩm của nhà em luôn, có xe cái bà chế luôn nè. 69.000 chị nào nhanh tay chốt nhanh, em mới nằm đen này liền nha. Thúy Kiều gọi điện không nghe máy rồi chị ơi, vô cảnh báo luôn đi. Khỏi bán, xả hàng ra. Chị Nguyễn khỏe ơi, đơn Thúy Kiều gọi điện không nghe máy rồi chị. Đơn Thúy Kiều là gọi điện không nghe máy nè. Chị cho em, vậy thôi em chốt đơn cho chị Nguyễn khỏe nha. Em chốt đơn cho Nguyễn khỏe nha. Bây giờ mai lên chưa chị? Chưa em. Chưa nào, bây giờ đợi nó xíu lên cái đầm đang mặc cái đã mấy bà ơi. Rồi đang lên đầm cho em. Rồi mấy chị chia sẻ like cho em đi. Đầu like chơi lớn với bà cái đầm này luôn. Em bán 85.000 đúng không? Mấy bà chia sẻ live stream giùm em luôn. Đầu like em để cho bà chế cái đầm này ha. Giá 79.000. 79.000 cho em nha mọi người nha, lời rất là ít luôn. Nha mấy chị đẹp, siêu dễ thương cho em luôn được chưa? 79.000 giùm em nha mọi người nha. Đầm em này giùm em đang rất là hot luôn nha mọi người. Mickey cho em nè mấy chị ơi. Trừ phố một bên giùm em nè. Chỉ trong live này thôi nha mọi người, chỉ trong cái live stream này em mới bán cái đầm này 79.000 thôi. Chứ còn đầm này là em không bao giờ có giá 79.000 cho mấy chị đẹp của mình đâu nha. Nên là chị nào chưa có đầm này thì hốt liền cho em liền luôn. Em form này là em đầm sơ mi luôn, rất là hot giùm em. Sĩ em này đã 70.000 rồi nha mấy chị. Sĩ của em á, nhập cái em làm này là 70.000 rồi, mấy chị mua lẻ của chị em. Cái em đầm này là chỉ có 79.000 thôi, chỉ có hơn sĩ là 9.000 thôi mấy bà ơi. Mấy bà không mua nữa là tôi bó tay nha. Một màu duy nhất giùm em ha. Em đầm rất là sang chảnh luôn mấy chị ơi. Đây cực kỳ đẹp giùm em luôn ha mọi người. Tay của nó là tay loe nè mấy chị. Tay là dán tay loe giùm em ha mấy chị, 79.000. Ai lấy đầm chốt cho em liền, đầm kèm số điện thoại giùm em. Dạ xét nhà em có hàng, mấy chị đợi một tí xíu em lên xét liền luôn cho nha. Xét nhà em nhiều lắm mấy chị ơi. Cái nào 69.000.
ok. Ai lấy đầm là mình chốt đầm cho em liền nha mấy chị. Lấy đầm chốt đầm cho em liền luôn ha. Đầm chị ngon, còn hạnh mi nho lấy nhiêu cái báo giùm chị luôn. Sửa lại cái đầm hồi nãy cho chị ấy là 79.000 giùm em. Sửa lại cái đầm này để 79.000 cho em nha. Rồi ok luôn. Rồi, ba đầm nè. Không, cái đầm màu trắng ở đây của chị. Của chị gì á, chị Tuyết Mai á. Tuyết Mai em chưa quăng phải không? Tuyết Mai một đầm 79.000. Ok nè. Nghĩa nè, Nghĩa ba đầm nè. Ok, Nghĩa ba đầm nè ha. Rồi ai đây, Trang chị ha. Hai Trang nè, một đầm nè, ok tình yêu luôn. Đầm trắng 79 năm trước cho chị Tuyền Nguyễn nè ha. Đầm chị đang mặc cho lượng bất nè, ok 79.000 nè. 79.000 nha cục cưng ơi, ai lấy bạn đầm 79 chốt cho em. Chị Sato lấy đầm 79 năm trước chị Sato nè. Rồi đầm sơ mi đang mặc 79.000 giao cho chị Ngọc Nhung nè, ok chị Mon Trần nè. Rồi ai lấy đầm 79 chốt cho em liền đầm 79 ngành cho em ha mấy gái nha. Rất là dễ thu luôn mấy chị ơi. Cực kỳ cute hột me giùm em nha, cực kỳ cute hột me giùm em liền luôn. Ai lấy đầm thì chốt cho em liền đầm 79.000 kèm số điện thoại giùm em. Nè năm cái này cho mình nhau nha. Đầm 79.000 giùm em nha cả nhà nha, rất là dễ thu luôn mấy chị. Trời ơi chị nhìn con phơn nó nè mọi người ơi, yêu xỉu luôn nha mấy bà chị nha. Cái này mấy chị có thể mang giày thể thao cũng được, hoặc là chị nào á mình mặc cái em đầm này nè mấy chị không tự tin đúng không, mấy chị có thể mặc chung một cái quần legging bên trong dành cho những chị đẹp mình lớn tuổi ha mọi người. Mặc một cái quần legging bên trong giùm em luôn, mình mặc ra rất là đẹp luôn. Còn chị nào á mình mặc thích trẻ trung giống như em nè mọi người nè, em là em cả thuộc mấy 65 lận nên mấy chị ơi, mấy chị nhận hàng mấy chị đừng có lo, mấy chị mặc sẽ bị rất là ngắn nha, không hề luôn. Em cao tới 1m65 lận nha mọi người nha, em rất cao luôn mấy chị nhận hàng nó phải ít nhất ngang đầu gối cho em nha. Chị nào mà lùn hơn em mặc thế nào cũng phải ngang đầu gối cho em luôn, rất là cute luôn nha mọi người. Chỉ có 79.000 thôi và em chỉ bán trong cái livestream này giùm em thôi nha mọi người nha. Qua cái livestream này là em sẽ không còn cái giá này 79.000 nữa. Mấy bà chị nào chưa có đầm này phải chốt nhanh cho em liền luôn, thật sự mấy chị ơi rất là đẹp luôn, cân lắm luôn nha mọi người. Rồi ok chưa, Tuyết Nguyễn lên số điện thoại giùm em luôn. Rồi sao, ok chị Duy Hân, chị Trung Phạm nè, chị Tuyết Nguyễn có đầm rồi nha chị ơi, chị Tuyết Nguyễn có đầm rồi nha. Ai lấy đầm chốt cho em liền mấy chị ơi, đầm 79.000 luôn thôi nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Em nói thật sự là rất là dễ thương giùm em luôn nè mấy bạn. Rồi đầm 79.000 giùm em nha, mấy chị dễ đẹp nha. Ai rồi tình yêu nào chưa có đầm lên đầm giùm em liền nha, đầm 79.000 mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Trời ơi cái em đầm mà mấy bà chứ mà không lấy là cũ lắm, cũ luôn. Cái này mấy chị nào mà bầu bì mình bon trang mình vẫn mặc ok nha mọi người nha, bầu bì bon trang vẫn mang ok giùm em luôn nha. Rồi set này em còn được có đầm này, em còn được có 2-3 đầm thôi là em hết hàng mấy chị, đầm này em còn được có 2-3 cái thôi là em hết hàng luôn á, đẹp ghê luôn, dễ thương xỉu luôn á trời. Pyjama để em xíu nha mọi người, xinh ha. Trời ơi đúng cute hột me luôn á mấy bà ơi, là sau lưng không có in cái gì hết nha mấy chị, đằng sau lưng không hề in hết giùm em luôn. Cái form này cho em 58kg đổ về, mấy chị mang thoải mái giùm em, mấy chị nhìn nè. Ngay ha, xinh lắm, xinh luôn mấy bà ơi, đẹp ghê luôn nè. Ở 79.000 thôi nha mấy chị nha, quá đẹp luôn. Rồi đầm em còn mấy cái em hết luôn nha. Đúng rồi, mấy chị cứ yên tâm luôn, tại vì em cao lắm, em không phải là em treo đầu dây em bán thịt chó đâu mấy chị, tại em cao thật sự luôn á. Cái nào mà em mặc giật ẩm lên là khách em nói trời ơi sao bị giật ẩm quần chính tất hả chị, không có đâu. Em mặc giật ống vậy thôi chứ mấy chị về mấy chị mặc là nó vừa phơm người của mọi người hết á. Mấy chị đừng lo, mấy chị đừng lo nha. Rồi ok chưa, ai lấy đầm em đang mặc người chốt cho em liền 79.000, 79.000 cho em cho mọi người nha. Rồi em còn có 3-4 cái rồi em hết hàng. Vậy rồi lấy đầm em đang mặc chốt cho em liền. Rồi em sẽ lên cho bà chế một mẫu set trái tim mới chơi. Trời em nói thiệt luôn á. Hả? 69.000. Em nói thiệt luôn á, riết hàng càng ngày nó càng rẻ mấy chị. Đây nè, em lên cho bà chế một cái mẫu set trái tim nha mọi người, một cái mẫu set trái tim rất là xinh luôn mấy chị ơi, cực kỳ dễ thương giùm em luôn. Cái này nó thiệt là cute lạc lối là có thiệt mấy bà, cute lạc lối là có thiệt giùm em luôn nha mọi người nha. Trời ơi em này cho em nè, đẹp lắm mấy chị ơi, xỉu ngang xỉu dọc liền. Đây một cái áo mấy chị cánh tiên giùm em nha mọi người nha. Đó, thêm một cái quần cho em như thế này luôn. Cái set này nha mọi người, cái vải quần nó y chang cái set bẹt vai mấy chế mà em like cho mọi người rồi, mọi người nhớ không? Cái set này ngày hôm nay nha mọi người nha, bán cho mấy chị giá bao nhiêu đây mấy chế ơi? 85.000 cho em. Sỉ là 70, lẻ là 85.000 một em. Set bẹt vai, áo cánh tiên giùm em, chấm bi nha mọi người. Sỉ 70. Rồi quần đây mấy bà ơi, có túi cho em luôn mấy chị ơi.
có túi cho em luôn nha mọi người nha. Rồi set bộ chấm bi quần có túi giùm em nha mấy chị em. Cái set này hồi nãy em mặc lên đầu like nha mấy bà, tại mà em sợ hot quá trời luôn, em không dám mặc luôn nha mấy bà. Trời ơi dễ thương xỉu cho em luôn. Đây nha mấy bà, chỉ ra đây nè. Đó, siêu cưng cho em luôn nha mọi người. Có 85.000 thôi, mấy chị nhìn cái áo của nó mình làm mấy chị biết đẹp liền. Mấy chị nhìn cái vá mấy chị biết đẹp liền luôn. Áo này bên em có hai màu mấy chị. Trời ơi rẻ đẹp ghê luôn á trời. Má ơi coi nè. Đây mấy chị nhìn cái bọc nè, mấy chị nhìn cái bao bì em gói hàng thôi. Em mới thiệt luôn á. Sang xỉu luôn nha mọi người nha. Mấy chị nhìn cái form giùm em đi. Trời ơi, còn cái áo nè mấy chị. Đẹp mê chưa? Đẹp mê giùm em chưa? Em nói thiệt luôn, cái này là đúng cu te lạc lối cho mấy chị luôn. Sang quá chị sang luôn nha mọi người nha. Đây có áo lẹ chưa, để em xím lên đi chị. Đó quần giùm em luôn mấy chị ơi. Rồi nguyên một set như này giá chỉ có 85.000 thôi nha mọi người. Em nói thiệt luôn mấy chị ơi, mấy chị ra ngoài thị trường mấy chị mua một cái áo thế này thôi 85-90.000 là chuyện bình thường luôn. Mấy chị mua nhà em là mấy chị mua được nguyên set luôn nha mọi người. Mua được nguyên set luôn, rất là đẹp. Mấy chị nhìn cái form áo nè, dễ thương xỉu chưa. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lên cái set này cho mọi người xem nha. Có áo thun phom rộng không chị? Không biết nhà chị có áo thun phom rộng không nữa bé ơi. Chị cũng không biết nữa. Hôm nay có về sơ mi mấy mẫu luôn mấy bà gái. Hôm nay về sơ mi mấy mẫu luôn á. Rồi ok ha. Ai nào anh đang mang chốt cho em liền. Bây giờ em lên set này cho mọi người. Cái set này cái chất vải của nó y chang cái set bẹt vai cho mọi người luôn. Đẹp chữ lắm đẹp luôn. Đây hai em lên form. Rồi ok. Form này cho em 58kg trở lại mặc vừa ha. Đây nè, cái quần là quần lưng chun. Nên mấy chị mặc bao nhiêu cân cũng mang vừa hết á. Nè mấy chị có cái form quần nè. Rất là đã luôn ha. Đây quần có túi cho em luôn. Sức này mặc dễ thương lắm mấy chơi. Em đang mặc có một màu à. Em đang mặc có một màu thôi nha. Đâm mà chị Thùy Lê em chốt nè. 79.000 mấy chị ơi. Thì cô cái này mới thì em bán siêu rẻ luôn mọi người. Tại vì cái màu của đồng lai á, em bán cho mấy chị giá rất là yêu luôn. Đó, mấy chị ráng chị sẽ livestream cho em nha. Rồi ok em lên cái set này mấy bà. Trời ơi set này đẹp lắm mấy chị ơi. Hôm nay có quần đùi nè, quần dài mấy chị. Này về đầy đủ luôn á. Trắng 79 chút cho bạn Nguyên. Ok bạn Nguyên trắng 79.000. Em nói chỉ có trong livestream này thôi. Chị nào mua hàng trong live này á mà mấy chế được mua được rẻ á thì phải nói là hả, live này em bán siêu siêu rẻ cho mọi người luôn á. Trời ơi mấy chế có cái áo của em nè mấy bà ơi. Cái quần của em có túi luôn. Cái quần này của em có túi luôn ha mọi người ha. Mặc rất là yêu luôn mấy chị ơi. Cái quần em về đợt này nha mọi người, em về là màu kaki. Em về đợt này là em về màu quần kaki không mấy chị. Cái màu quần này mấy chị mặc nó rất là sạch luôn. Với lại hả, cái màu nó rất là, nói chung là đẹp lắm luôn đó mấy chị nè. Coi nè, cái màu quần là màu quần kaki cho em nha. Đó, hơi bị xinh luôn. Rồi áo này thì em có hai màu mấy chị ơi. Một cái là trái tim đen và một cái em này là trái tim đỏ. Em về được hai màu trái tim nha mọi người. Chị nào thích trái tim màu nào chốt cho em màu đỏ luôn ha. Set này em bán chỉ có 85.000 một set thôi mấy chị ơi. 85.000 giùm em. Nè đẹp chưa? Trời ơi, xinh chưa? Má ơi cái tay áo nè mọi người ơi, đẹp quá à. Thiệt luôn á, má ơi về mặc cái áo này chung với lại cái quần khác là lên chân váy khác cũng đẹp nữa. Lên chân váy khác cũng đẹp đó mấy chị ơi. Nè. Trời ơi. Cái này mà bà chế nào bóc tay to, bóc tay ô rồi mặc em này lên là xuất sắc luôn nha. Che hết mọi khuyết điểm cho em luôn nha mọi người. Rồi ok nha, chị nào lấy. Chị nào lấy set chốt set giùm em, set kèm màu kèm số thoại giùm em ha. Rồi ok. Thùy Lê là một đầm, Bảo Quy một cái một trắng 79 ok. Cho em xem set màu nu đi chị. Set màu nu là set nào ta? Ở đằng sau lưng chị hả? Em coi đằng sau lưng chị hả? Ok, Vani lấy hai màu nè. Một màu nè. Hai màu là chỗ set này dễ thương quá trời luôn á. Set này siêu cân giùm em luôn nha mấy bà chị. Set nhà em nhiều lắm mấy chị ơi thì. Set nhà em quá chị nhiều nha mọi người. Rồi ok chơi vậy rồi lấy set nữa chút set. Ai lấy đầm chút đầm cho em nha. Đầm 79.000 giùm em chị ơi. Đầm 79.000 giùm em nha mọi người nha. Đẹp quá ha. Ok nè chị An nè. Chị ơi lấy ba giùm em nha chị. Lấy ba giùm em nha. Ok chưa. Rồi set Loan hả chị, không biết set Loan còn không trời. Nô có túi là sách nào? À cái này là cái đầm chứ thôi. À cái này là cái gym giùm em. Cái gym này em đang sale nha mấy bạn ơi, có 99.000 thôi, hàng thiết kế nha mọi người. 99.000, gym dài miên man luôn. À lấy gym chút gym giùm em luôn ha. Rồi đầm này em còn có mấy cái mới hàng nha mọi người. Đầm này em còn có mấy cái mới hàng thôi. Sách Loan giùm biết nằm khúc nào mà lên cho cưng coi luôn mấy ơi. Rồi. Bà ơi bình tĩnh nha.
Rồi, để em xíu nha tình yêu ơi. Rồi, set này em còn hai màu nha mọi người nha. Alex set màu nào thì mình chốt màu giùm em luôn. Trời ơi, dễ thương quá, thiệt luôn. Rẻ mà đẹp mấy chị ơi. Rẻ mà đẹp cho em luôn nha mọi người nha. Rồi em qua mẫu với mấy chị ơi. Qua mẫu giùm em luôn nha. Áo cổ trái tim vậy hả? Đợi em xíu đi, em giờ không biết nào cũng nào nữa. Set loan, set ngó đó mọi người. Set loan về là set loan ngó đó mấy chị á. Từ từ, cho em lên cái set này đi. Trời ơi, em nói thiệt cái set này là rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Tập trung cho em lên cái set này cho mọi người nè mọi người ơi, set thể thao giùm em. Trời ơi, em nói thiệt cái vải nó nặng 1kg luôn á mấy chị ơi nè. Coi nè mọi người. Nó dày siêu luôn á. Rồi, bộ này giùm em 69.000 một bộ mấy chị ơi. Trời ơi, em nói thiệt luôn, quá là đẹp luôn nha mọi người nha. Cái set này nó thiệt sự với bạn luôn, rất là hot luôn. Rất là hot luôn á mọi người, bữa giờ em đăng hình mà em về em không được bán luôn á mấy chị. Về bao nhiêu là xị em nó chốt bập đi đơ hết trơn luôn á. Đây nè, đây. Trời ơi siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Cái vải nó chạy cua giùm em. Cái set này nhà em có hai màu cho mấy chị nè. Set này là dáng set thể thao giùm em nha. Set thể thao giùm em mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Đây, form là mấy chị 60 cân mấy chị mang thoải mái giùm em. Và set này em chỉ có đúng hai màu thôi là trắng và đen mấy chị ơi. Trắng và đen giùm em nha. 69 ngàn một bộ giùm em. 69 ngàn một bộ giùm em luôn ha. Rồi bây giờ em lên form cái mẫu này luôn. Cái này của em á sỉ á là 54 và lẽ là 65 ngàn một em thôi. 69 ngàn một em giùm em thôi nha mọi người. Cái vải nó dày em thật sự với bà luôn. Cái này phải cân ký tính tiền nha. Cái này phải cân ký tính tiền cho tôi nha. Chứ không có thể nào mà hả mà bán được luôn á. Bán mà dơ lên bán vậy là không có được mấy bà. Nó nặng dữ lắm mấy chị ơi. Vải nó đã mà nó mát nó co giật giùm em luôn nè. Nguyên một set như thế này nha mọi người nha. Có 69 ngàn thôi mấy chị. Đây, coi giùm em luôn. Em này đang rất là hot luôn nè mọi người. Set thể thao quần ống rộng giùm em nha mọi người nha. Hai màu giùm em. Đẹp quá à. Set mặt còn tiên ơi. Set mặt còn tiên. Rồi ok, lên màu giùm em luôn. Rồi, em chốt nè. Set trắng chị Yến tròn nè. Rồi màu, hai màu thêm đen cho Vani nè. Set trắng chị Yến tròn nè. Trời ơi, cái này dễ thương lắm mấy chứ ơi. Ok nè. Vani hai màu thêm đen nè. Vani nè, ok la nè. Sách chị mặt còn, sách chị mặt 85.000. Sách chị mặt 85.000 nha. Nha đầu bộ trắng nè. Phương ngát vô bộ đen nè. Ok, tô kim phụng lấy trắng nè. Ok nè, có hai màu gái. Rồi quần của sách đen ngắn hơn quần sách trắng hàng trang không đâu chị. Nó cũng vậy á chị đẹp ơi, tại em dơ lên đó, tại cắt em dơ đó tình yêu. Đây nè chị đẹp. Nha đầu lên thông tin giùm em nha, nha đầu ơi. Trắng cho Phương ngát vô có rồi nè. Quần của sách đen bình thường chị. Trắng cho tô kim phụng có rồi luôn. Sách chị đang mặc nó có hai màu giống vậy nè nhỉ ơi. Có 85.000 thôi. Trắng cho Phương ngát vô thêm một nè. Trắng cho Phương ngát vô thêm một nè, ok nè. Đây mấy chế ơi, đẹp lắm mấy chế. Đây nè, coi giùm em đi. Hai màu giùm em nè. Màu đen, màu trắng với lại màu gì. Trái tim đen với lại trái tim đỏ. Có 85.000 sách thôi. Sách này mặc rất là xinh luôn nha. Thủy Trần ơi, sách màu đen em chốt cho Thủy Trần nè. Để mấy bà ơi, em dơ lại cho mấy bà chế coi nè. Trời ơi, mới thiệt luôn, cái má ơi, cái quần này chị ơi. Trời ơi, đẹp quá à. Xuất sắc ghê hồn luôn. Thấy số điện thoại của chị nha đầu rồi nè. Ok nè, nha đầu mới chung đơn với ai không ta. Sao nghe tên quen dữ vậy. Tay xếp LA thể thao giùm em luôn. Rồi ok, Tiên lấy trái tim đỏ nè. Tiên lấy trái tim đỏ là nhỉ nè. Rồi ok nè. Đó, em lấy xếp. Em cho lấy cho em set hồng cho Zen đi hồng nè. Ok, set hồng cho Zen đi hồng nè. Ok, set chị mặc bao nhiêu ký vừa? Dạ, cái set em đang mang 58kg vừa cho tình yêu. Em còn trái tim đen. Trái tim những em đang mặc mà chết. Nhìn xa xa như chấm bi vậy mấy chị thấy không? Nhìn xa xa như chấm bi vậy đó, cái vải nó đã lắm. Vải này đã lắm mấy chị ơi. Dễ thương xỉu luôn, 85.000 một set thôi. Nha, 85.000 một set em đang mặc rồi. Chị nói cái set em đang mặc nữa chốt giùm em còn màu đen thôi nha mấy chị. Em còn có 2-3 set là ai không hết giùm em luôn coi trời. Ai hốt em luôn đây, chỉ thấy một bộ trắng nè. Rồi ok nè. Rồi chứ nào lấy nửa chốt cho em nha. Form này nhà em 58 cân đổ về mặt đẹp mấy chị nhìn cái tay áo nè. Xinh ghê luôn á. Đây nha mọi người nha, nhìn cái form quần của nhà em cho mấy chị. Xinh quá luôn. Chốt cho em rồi, Hạnh Mi Nho này chị chốt cho em rồi. Rồi ok, Alex Đồng Sơ Mi nửa chốt cho em nha. Cái này em còn có 2-3 cái mới hàng mấy chị ơi.
Rồi ok chưa? Rồi em lên sách thả thao tiếp cho mọi người ha. Xe em đang mang là 85.000 nha mấy chị. Rồi sách này 69 nè. Lên cái sách 69 với bà coi ha, cưng lắm luôn. Sĩ thế này thì chị Sĩ cầm cho em 500.000 lựa hàng trên like giúp em ha. Đủ 50 cái là tính sĩ cho mọi người. Đủ 50 cái là đủ tính sĩ giùm em luôn. Sĩ nhà em là cập nhật mẫu mới thường ngày cho mọi người luôn á. Ngày nào em cũng có mẫu mới mấy bà ơi. Lấy đủ 50 cái, mỗi mẫu lấy 3 sản phẩm không lọc màu giùm em mà đủ tính sĩ thôi mấy chị ơi. Rất là đơn giản luôn. Chứ mấy chị đi lấy sĩ mới thiệt luôn ha. Mấy chị đi lấy sĩ ở chỗ khác không có cái... Không bao giờ mà dễ thương dễ chịu vậy đâu. Lên tiểu thư nơ chứ chị. Tiểu thư nơ. Đúng rồi Thùy Trang. Giờ cọc là giờ lựa giùm em luôn. Trời ơi em mới thiệt luôn. Trời ơi, cái bộ này nó đã ghê luôn á trời. Lên tiểu thư. Lên tiểu thư nơi chú chị, chú chị, chú em. Tiểu thư nơi chú có lên nè. Chị chú biết nó nào có khúc nào nữa nè. Bé ơi, đợi chút xíu nha. Chị có nào có khúc nào chị lên bé ơi. Hôm nay sơ mi em về hàng với mấy bà. Sơ mi em mới về hàng với mấy bà luôn nè. Cái này để quên cho mấy bà đi. Phụng pyjama đi trang chợ pyjama giờ nằm với tận cùng địa ngục luôn á, chưa biết nằm ở khúc nào luôn bé ơi. Loan phải không? Rồi có bộ ngủ cột dây sau lưng coi về hàng cho chị chắc về gồ quá à. Để biết nằm ở dưới địch để chị coi có nằm khúc nào nha. Tiểu thư nơ chưa có về được em, tiểu thư nơ chưa có lên được nha. Loan đi chị nè, Loan đợi chút xíu luôn. Rồi bộ đang mang chứ nào lấy được thì chốt cho em nha mấy bà nha. 60 cân em này mặc thoải mái giùm em luôn. Bộ đang mặc có hai màu mấy chị ơi, màu đen màu trắng mấy chị. Cái này là dạng như là gọi là dáng thể thao mọi người nha. Không em nha, em cọc chút giùm chị em ơi. Cọc chút giùm chị, bây giờ công nghệ hiện đại lắm em. Ai có tài khoản em ai mà quen tin tưởng thì em kêu người ta chuyển khoản giùm chị đi. Chứ chị không có cho mà lựa hàng xong rồi mới cọc đâu. Chị bị mấy cái vụ này hoài à. Xong rồi lát hồi nó tao tím, tao kìm nó còn hơn là tao mò kim bấy bể nữa, thôi mệt lắm. Chị còn hơn là chị đi tìm em nữa. Đây nè, rồi còn hai bộ nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em nha mọi người nha. Đây bộ eo ấy mới chơi dễ thương ha. Dễ thương ghê luôn á trời. Má ơi quá xuất sắc luôn. Rồi tình yêu lấy bộ, bộ em đang mặc nó chốt cho em luôn nha. Bộ em đang mặc là giá là 69.000 một bộ mấy chị ơi. Hàng này hàng thể thao mấy chị mặc đã lắm. Mặc mang vô cho em là siêu đã luôn. Rồi bộ này em còn được mấy bộ nè. Ai lấy chốt giùm em luôn. Chưa em chưa lên ngố nha. Em chưa lên ngố. Vanille nè. Ba đem thêm một bộ đen là ok nè. Ngố đạn tí cái thôi nè. Ngố này đụng ghi nè. Đây đây, ngố hàng đây nè. Biết sao không mấy chị, hàng nó lộn xộn á. Nên là em phải coi nó nằm ở khúc nào em mới lên được từ từ nha. Em lên được từ từ mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị ơi, siêu thẳng ngố mấy chị ơi. Ngố loang mấy chị. Đây 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 đây, trời ơi siêu phẩm thiệt sự luôn mọi người ơi. Trời ơi nó đẹp nha mấy chị. Nó đẹp xỉu cho em luôn á nha mấy bà. Sỉ 55.000 lẻ 69.000 bộ Adidas. Ngố cho em nè. Trời ơi khủng khiếp, nó đẹp khủng khiếp mấy chị ơi. Nó đẹp khủng khiếp cho em luôn mọi người ơi. 58 cái giờ lại mặc đẹp giùm em mọi người. 58 cân đổ về mặc đẹp cho em nè. Rồi ngố này em có 4-5 màu luôn nha mấy bà. Trời ơi đẹp dữ vậy trời. Trời ơi. Má ơi xuất sắc dữ vậy. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, má chứ ơi, nó quạt, nó đẹp xỉu vô tôi luôn nha mấy bà nha. Nè nhìn nè mấy chị, trời ơi, ngố loan, loan luôn nha mấy bà nha. Giá siêu rẻ luôn, 69.000 không mấy chị á, 69.000 một bộ giùm em thôi nha. Trời ơi, nó đẹp xỉu, được 3 màu giùm em, 4 màu giùm em mấy bà ơi. 4 màu nha, loan hồng, loan xanh, loan vàng, loan đen, loan hồng, loan xanh, loan vàng. Trời cái này là loan cam chứ mà loan vàng nó mới là loan, là loan cam nha mấy chị nha. Trời ơi màu cam lên loan là quá trời xỉu luôn. Xỉu ốc xỉu đau liền. Xỉu ốc xỉu đau liền giùm em. Trời ơi 69.000 má ơi. Quần đinh hai nút. Quần nào, quần jean đó hả chị? Quần jean để em coi coi nha. Để em coi coi nó về được mẫu gì nha chị ơi. Quần jean hai nút hình như em hết rồi sao. Jean hai nút em hết hàng rồi. Đây màu giùm em.
đen giùm em luôn nha mọi người nha, viền hai bên hông á chứ. Trời ơi, đi viền giùm em luôn, quá là đẹp luôn. Bao nhiêu tiền đây? 69 ngàn một bộ, quá đẹp luôn. Trời ơi, màu kìa má ơi, hú hồn chị bẻn luôn. Quần là nó có in hình chữ Adidas giùm em luôn nha cả nhà. Rồi ai thích màu lan nào chốt giùm em màu lan đó, kèm số điện thoại giùm em ấy chứ ơi. Bộ dập ly không có, có bộ dập ly chị đảm tí nha. Rồi vani lấy 3 nè, vani lấy 3 nè, ok nè. Quần jean hai nút em hết hàng rồi. Loan hồng em chốt cho chị lượng bích nè. Loan hồng cho chị lượng bích em ok nè ha. Có zoom dập ly chứ, có zoom dập ly thôi. Đợt này zoom dập ly về giá rẻ bèo cho mọi người nha. Rồi ok luôn. Loan hồng nè, kim kim, loan 69 ngàn. Kim kim lấy loan cam nè. Ok chị kim kim nè. Trời ơi hàng đẹp rẻ lắm mấy chứ ơi, thì tranh thủ hốt liền. Liên Trần lấy loan xanh, Liên Trần lấy loan xanh nè, Liên Trần lấy loan xanh. Loan lấy 3, 3 loan cho chị Hân nè. Ok nè. Trời ơi ok, chị không biết kịp không nữa đây. Loan hồng cho chị Liên Trần có chưa anh? Lên số điện thoại nè. Rồi còn dập ly không chị? Bữa giờ mua đẹp quá còn chị Bích Nguyệt ơi. Cái gì ta? Bây giờ em lên bộ loan nha mọi người ơi, để em lên bộ loan cho mấy chị tự tin với chị mua này mới thiệt luôn. Bộ loan rất là đẹp luôn mọi người. Trời ơi bộ loan xuất sắc ghê luôn nè mấy bà ơi. Ngố mà còn lên loan rồi ai làm lại trời. Ngố mà còn lên loan ai làm lại mấy chị. Đẹp quá à. Rồi loan em có 4 màu nha. Loan hồng, loan xanh, loan vàng. Loan hồng, loan xanh, loan vàng giùm em luôn. Loan đẹp quá à. Dập ly nhà em có nhiều mẫu lắm. Đây. Cái là đầm sơ mi chứ ơi, cái là đầm sơ mi giùm em có 79 ngàn thôi. Em bán đầu like cho mọi người, mọi người mới có giá này thôi. Chứ không có giá này đâu mấy chị ơi, cứ yên tâm giùm em ha. Rồi đây mấy chị ơi, nè em nói thiệt luôn, má ơi đẹp lắm mấy chị. Tranh thủ mua về mang liền giùm em đi, quá là đẹp luôn mà mọi người coi nè. Phải nè, sướng không? Có 69 ngàn một bộ mà mấy chế. 69 ngàn à, quá rẻ luôn mà mấy bà chế coi nè. Trời ơi, rất là thể thao luôn á trời. Đẹp quá à. Loan hồng cho Liên Trần có rồi nè. Rồi loan dài, dạ không chị, em có loan ngổ vậy thôi chứ ơi. Rồi chị Phương Nguyễn lấy loan xanh nè. Loan xanh Nani lấy loan xanh nè. Trời ơi đẹp ghê luôn ha. 69 ngàn một bộ không tin luôn á. Quá rẻ quá đẹp luôn mấy chứ ơi. Nó bằng mấy cái bộ ngổ em hay la cho mọi người à. Trời ơi 69 ngàn quá trời xuất sắc luôn. Loan hồng mấy chị, loan đen nè, loan vàng giùm em nha. 69 ngàn một bộ mấy chị ơi. Bên em đi đơn đơn dược bill từ 69 ngàn nha mọi người nha. Bên em đi đơn bill từ 69 ngàn giùm em nha. Chị nào mua đơn dưới 69 ngàn mà chị ráng với chị mua hai sản phẩm giùm em ha mọi người ha. Đây bên em sẽ dồn đơn với bà chế, mấy bà chế cứ yên tâm đi. Hôm nay mấy chế chưa lựa đủ phải không chị, mấy chế lựa thêm là bà mai bên em gọi điện chốt đơn là em sẽ đi đơn cho mọi người. Mấy vậy anh dạy với mấy chị. Loan xanh, loan hồng, loan đen, loan vàng, rồi loan cam gì cũng được. Ai lấy loan nào chốt cho em luôn. Loan xám em chốt cho tô Kim Phụng. Rồi còn một bộ loan xám chị Nhật Linh hết loan đen chị Nhật Linh ơi. Ai còn một bộ loan đen à? Ok chị Nhật Linh nè. Nhật Linh còn một bộ loan đen nè. Ờ đúng rồi, lộn đưa em, đưa lộn màu. Loan đó vừa nãy rồi mà anh. Loan ca chị Sato thêm cái nè. Đầm dịch 85 ngàn em ơi. Đầm dịch 79 ngàn cái lộn. Đầm dịch 79 ngàn giùm em nha mọi người nha. Đầm dịch 79 ngàn. Loan xám qua cho nè, loan xám nè. Rồi ok luôn. Rồi loan vậy là loan em còn có 3 màu thôi nha. Loan xanh, loan vàng và loan hồng mấy chị ơi. Loan xanh, loan hồng và loan hồng, loan vàng giùm em. Loan cam mọi người nè, màu cam đẹp ghê luôn á. Màu cam đúng chất thể thao luôn nha mấy bà. Nè, cam nè, hồng nè, với lại màu xanh giùm em, ba màu loan nha mọi người. Quá đẹp luôn. Dạ có sơ mi chị. Sơ mi đợi em tí đi, hôm nay em về xếp nhiều khách thôi. Anh em về xếp nhiều. Pyjama em lục ra coi được bao nhiêu bộ nha. Mấy bà ráng chia sẻ livestream giùm em nha. Để em lên em coi pyjama được bao nhiêu bộ. Đầm dịch 58 cái trở lại mặt đẹp giùm em nha bà Kim Anh. Rồi. Dễ thương quá. Loan siêu cung te cho mấy bà luôn. Em mới like xong mà. Ừ, giờ vô lựa đi cũng không chưa trẻ lắm. Chưa trẻ lắm. Lê ơi. Mới lên cái máy mặt quá.
đó là lớp trẻ rồi đó. Nha Loan đang mặc sấy sấy 55 mới là. Rồi còn có hai màu thôi. Hạnh Lê có lấy bộ ngố không Hạnh Lê ơi? Bộ đẹp nè. Rồi ai lấy bộ này nữa chốt cho em nha. Đây nè. Hết rồi. Đó, dễ thương lắm luôn. Bộ mang còn không nè, còn mấy bộ nè. Còn mấy bộ nè, Hạnh Lê còn có hai màu à. Bộ này bốn màu. Lấy ba đi ha. Lấy ba đi, lấy hai xanh với lại một và một cam đi. Loan cam thì sao mình em hết rồi. Em còn Loan xanh đang mặc mấy chị ơi. Còn hai bộ loan, hai bộ loan xanh đang mặc em hết hàng mấy chị à. Hai bộ loan xanh đang mang em hết hàng. Đẹp ghê luôn á trời. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Pyjama nè trời, pyjama được mấy chục bộ à trời. Em đặt quá trời luôn, về cho em được có nhiêu này thôi. Đẹp quá à. Má ơi bộ loan, bộ pyjama siêu đẹp luôn á chứ ơi. 89.000 mấy chứ. 89.000 bộ mấy bà ơi. Trời ơi đẹp ghê, không quần có túi luôn nè mấy chị. Xuất sắc ghê luôn á. Nè. Pyjama nha mọi người. Cái này là hàng Latin cho em nè mọi người. Người ta bán 140. 140 là hàng quần dài, 130 là hàng quần ngắn. Em bán ở đây 89.000. Nhận hàng á mà không phải hàng Latin nó trả lại em, hay là hàng phi á, hàng phi lụa lên form thôi, em trả lại em, em cho trả lại hàng hết. Ok nha. Riêng cái hàng này là em bán cho mấy bà chế, là mấy bà chế cứ yên tâm cho mấy em luôn. Nhận hàng về mà không đẹp, không đúng cái vải hàng Latin trả lại hàng cho em. Tại vì cái này của em là em sang hàng sale. Em sang mới được hàng sale mới được cái giá như vậy thôi, chứ còn thực chất không bao giờ có giá như vậy nha mấy bà. Không bao giờ. Không bao giờ. Never. Never mọi người ơi. Rồi ok. Nè Vani gái riêng luôn nè. Nè cho Vani nè. Bây giờ em lên màu với chị. Chị nào em bung màu nào ra mà thấy thích thì mình nhích luôn. Tại vì rất là rẻ mà chị ơi, mua 2-3 bộ về mình mặc cho nó sướng nha, mới thiệt sự luôn. Lần nào hàng la là hàng này về hả mấy chị. Em cũng bán quá, em cũng em phải nói là em cũng nhập số lượng khủng hết trơn á. Để em về em bán em mặc cho nó đã luôn các bà. Thế nè, 89.000 bộ mấy chị. Chốt cho em liền nha, mã 1. Mã 1 nha, hay mấy chị chốt em mã beo đi. Beo đi nha mọi người nha, mã beo cho em nè. Nhiều hình đó mấy chị ơi. Xinh lắm luôn, có 89.000 một bộ thôi nha. Trời ơi rẻ mà đẹp xỉu luôn. Rồi nè nha mấy bà. Chữ D Dior mấy chị. Chữ Dior giùm em luôn. Đúng rồi to em. Đây nè. Dior giùm em mấy chứ ơi. Ai lấy chốt em liền. Dior cho mọi người nha. Quá trời dễ thương, quá trời xinh đẹp luôn. Rồi Dior nè. Bộ này đẹp quá. Chanel Loan mấy chị. Trời ơi nó sang xỉu giùm em luôn. Bộ Loan mấy bà ơi, bộ Loan có một bộ giùm em luôn. Bộ Loan có một bộ nè mọi người. Trời ơi đẹp quá không. 89.000 một bộ như là dễ nha. 89.000 giùm em. Hả? Mấy chị ơi, mấy chị chấm bài lên cho em nha. Mấy không thấy cầm phân của mấy bà luôn á. Rồi đây. Bộ Loan 89 chị Lữ Bích. Loan 89 chị Lữ Bích nè. Rồi. Cái bộ này mấy bà dễ chốt cho em nè. Bộ gì trời. Bộ màu xám nha mọi người nha. Bộ phối đi. Bộ phối cho em nha mọi người nha. Nó có bộ một mấy chị ơi, 89.000 pyjama lụa mấy chị. Hàng Latin cho em liền nha. Rồi mấy chị chốt cho em nè. Bộ phối cho mọi người nha. Bộ phối này đẹp lắm. Bộ phối này bao xinh luôn. Bộ phối cho em. Ai lấy phối chốt phối kèm số điện thoại cho em mấy chứ. Đầm dịch đầm dịch 80 cho mất nhiêu tiền, nhiêu tiền rồi trời. Đầm dịch cho mất nhiêu tiền trời. Đầm dịch 79. Thêm beo đen phối thì do. Thì do bèo đen với phối nè. Ok. Rồi
còn một bộ beo xanh mấy chị ơi. Beo xanh phối giùm em mấy chị nha, có một bộ một thôi mấy bà. Beo xanh phối giùm em nha cả nhà, ai lấy bộ beo xanh phối chút bộ beo xanh phối cho em. Cái quần nè, 60 cân mang thoải mái giùm em luôn. Beo xanh phối mấy chị ơi. Đẹp quá ha. Xuất sắc ghê luôn á. Rồi. Liên Trần hủy đơn kìa, lên đường luôn đi. Rồi em làm ơn em biến khỏi cuộc đời chị luôn liền bé ơi. Đừng ở trong cái livestream này nữa. Bấm nút liền giùm chị, đốt con lâm liền, chảy muối rắc gạo liền giùm tôi. Rồi đi ra chỗ khác giùm tôi liền bà gái. Đưa hàng của nó đây. Đưa hàng nó đây. Không bao giờ bán nữa. Không bao giờ bán nữa, bất kỳ lý do gì nha bà. Bà ơi, mua bộ loan đó bà ơi. Đưa lên sao, đưa lên cái cho mạnh lên. Ok. Xét bộ 60kg vừa nha chị. Phạm Kiều để loa cho em, để cho em chốt cho đủ đơn luôn. Beo xanh em chốt chị Hương Châu. Beo xanh một bộ Hương Châu. Một bộ beo loan xanh cho Van ơi. Một bộ loan, ừ, đúng rồi. Và bộ đó chị Hương Châu luôn rồi, ok giùm em luôn. Đặt hàng thì dễ quá à. Cái gì? Đặt hàng á thì hả, ngồi đâu ai mượn mấy chế đặt đâu. Nói chuyện xả đơn nhẹ quá mấy bà. Nói chuyện xả đơn nhẹ quá trời luôn. Nói giống như kiểu như là hả? Không bao giờ được bán nữa, bất kỳ lý do gì. Em lên bộ chấm bì. Hôm nay mấy bạn tao thích cổ họng nhà nó đuối quá mấy chứ ơi. Em nói chuyện được chút xíu rồi nó đuối mấy bạn. Dạo này cái giọng của em nó không còn được lanh lanh, lanh lảnh nữa mấy bạn. Được thảnh thoát nữa. Bữa xanh chúc chị Hương Châu rồi. Em nói chuyện một hồi là em đuối mấy bạn ơi. Thì không, bây giờ là không nói chuyện nổi luôn đó bạn ơi. Không biết sao nữa. Biết chắc là do mình bị, mình sâu sinh rồi. Mình bị ảnh hưởng sao cũng không biết nữa. Bây giờ em nói được, em không có nói được nhiều luôn nha mấy bạn. Trời ơi, bữa hôm qua em kêu em về quê đi đám cưới á. Mà em không nói nổi luôn nha mấy bạn. Em không nói nổi luôn á, mà em đã gọi là em nhịn nói với mấy bà ơi để gọi là em dưỡng sức lại để em lên livestream em cố gắng em nói luôn á, mà sao cái này em lên cái giọng của mấy bà em không lên nổi luôn á trời, không biết bị gì nữa. Có chị nào, có chị các cách nào mà do cho giọng em nó thanh thoát lại không chị em với đi. Bộ em đang mặc có 69.000 à chị Duy Hân. Bộ em đang mặc có 69.000 à, dễ thương lắm. Ok em. Cho chị xem bộ loan tay chế. Bộ loan này 100 mấy ta? 119 gì đẹp. 119 nha. Cái loan này nó có phối dây xích cho em nè. Đây ngay cái phần ngực của mình ha, bên hai bên là dây rút luôn. 119.000 bộ mà em còn có một bộ thôi. Chị lấy em chốt luôn 115. Có lộn 105 chứ lộn. 105 có một bộ một thôi. 105 có một bộ một thôi mọi người. Hay là cái nghiệp livestream này nó phải bị như vậy mấy bà ơi, thiệt. Trời ơi má ơi chứ ơi, siêu phẩm mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn mấy bà ơi. Coi nè. Babydoll.bi. Cột nơ đằng sau lưng giùm em luôn mấy chị ơi, xinh chưa. Cái quần nè, nó bự bành kỳ luôn. Cái quần nó bự bành kỳ giùm em luôn ha. Có túi luôn mấy chị. Trời ơi, báo giá mấy chị xỉu liền luôn. Cái bộ này cho em giá bao nhiêu? 89.000. Đấy, một bộ đang mặc cho bé lộng nè. Bộ nhớ bà, 89.000 một em. Trời ơi mấy chị ơi, không tin được đâu, đẹp lắm. Lấy bộ chị mặc cho Duy Hân thấy không? Người ta em mặc em bán phải không? Like không có hàng chốt luôn. Đi xả đơn của tôi ra tôi nghe tôi quê quê rồi. Đây mấy chị, 89.000 một bộ luôn. Để em giơ cái đằng sau lưng cho mọi người xem nha. Đây mấy chị, nó hở lưng xong mấy chị cột cái dây lên như thế này giùm em nè. Siêu cân luôn. Đây nha, form này 60kg mấy chị mang thoải mái luôn. Lên màu nè. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu xanh. Vàng hồng đỏ xanh mấy chị ơi. Vàng hồng đỏ chứ đỏ xanh. Đẹp quá à. 89.000 một bộ giùm em nha mọi người nha. 89.000 giùm em. Bộ em đang mang còn 2. Bà hốt cái nào hốt cho tôi luôn đi. Bà nào hốt cho em luôn không? Có quần ngố. Dạ có quần ngố chứ chị, có quần ngố chị Thúy Trần để em xếp lên quần ngố cho. Rồi. Thêm hồng. Dạ thôi mày lấy màu 2 đi mẹ ơi, mày lấy cái gì mà kỳ cục kẹo vậy? Lắm nè mấy bạn. Và lấy bộ
bộ đang mặc nữa không? Chốt em nha, bộ này em còn có mấy bộ thôi. Nhà em là có bánh bèo mấy chị ơi, có tiểu thư nè, cái gì em cũng có hết trơn á trời nha mấy bà. Để em xíu đem lên form cho xem nha. Có quần trên đùi không chị? Bỏ luôn, bỏ chút xíu giùm em ơi. Em lên liền cho mấy bà ơi. Loan em còn hai bộ nè, có là đầu hốt không? Ủa Loan đang mang còn hai bộ nha mấy chị tình yêu. Trời ơi, cái bộ này thiệt luôn á trời, 69 chế mang vô tư luôn mấy chứ ơi. Đẹp xỉu luôn á. Nó nhà này mới chết. Trời ơi, xinh nào. Trời ơi, đúng dễ thương luôn á trời. Cái form nó to cực kỳ luôn nha mọi người nhìn kỹ cái form giùm em ơi. Cái tay nè mấy chị, thấy không? Nó bự chà bá luôn nè, cái tay nè. Trời ơi, thôi bị xinh luôn nha. Baby doll giùm em luôn mấy chị ơi, quần có túi luôn. Nè mấy chị, chiếc quần nè mọi người. Trời ơi, 60kg bao mặt luôn. 60kg là bao mặt giùm em luôn. Mà nãy nó vậy nha mọi người nha, đằng sau lưng nè mấy chị. Thấy không? Cột nơ giùm em luôn, siêu cute mấy chị ơi. Cute quá trời luôn. Cái form này là bà nào mang cũng được nha mọi người. Không có kén xuống, không có kén da, trời ơi, không phải nói là đẹp mới bận được luôn mấy bà. Cái bộ này là quá ư là căn bản luôn mọi người. Mọi người nhìn coi nè. Trời ơi, mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc cà phê đều đẹp hết trơn mấy chị ơi. Nè coi là số lưng nè. Trời ơi, dễ thương ghê chưa. Đúng rồi, em còn hai con vàng đó. Màu đỏ đó chị. Trời ơi, em muốn chết đi sống lại với con này ghê luôn hả mấy bà ơi. Trời ơi, nó đẹp ghê hồn luôn hả mấy chị. Xinh quá à. Trời ơi, em nói thiệt luôn á. Beo nè mấy chị, chấm bi nè. Hoa, cái gì beo nè, chấm bi nè mấy chị. Với lại mấy cái màu mà căn bản ba màu trắng đen nâu là mấy cái đó là cái màu huyền thoại mấy chị ơi. Mấy cái đó là cái huyền thoại mấy chị. Mà không bao giờ bị sến, mà không bao giờ bị gọi là lỗi thời mấy bà ơi. Em nói thiệt, mặc nó thời đại luôn á. Đi đâu mặc cũng được cho mọi người nha. Những cái quần của nó mấy bà ơi, đẹp chưa? 60kg mặc thoải mái chưa? Em nói em bao mặc cái bộ này mà. Rồi em có màu nè, màu vàng nè, màu hồng nè. Màu vàng, màu hồng, màu xanh. Xanh đẹp quá à. Xanh siêu cân luôn á mấy chị. Xanh siêu cân luôn. Đây, màu xanh giùm em nè. Đẹp lắm luôn nha. Bộ này cho em xỉ có 70. Ủa, em báo giá xỉ, xỉ 73 đúng rồi. Để 89 ngàn bộ, trời ơi, màu xanh nè. Trời ơi, không xinh không lấy tiền. Thiệt luôn, má ơi, cái bộ nó đẹp. Xinh chưa mấy bà, chị ơi, con màu xanh nè, mấy chị, màu xanh xanh đậu ha. Xanh này xanh đậu giùm em nè. Siêu cân cho mọi người luôn á, có một bộ một giùm em thôi nha. Màu xanh nè, màu vàng, có lộ màu hồng nè, màu đỏ nè. Với lại màu vàng giùm em nha, 69 ngàn một bộ, 89 ngàn một bộ giùm em. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số điện thoại giùm em luôn. Mấy cái em dán bay video này mấy chị ơi, dễ mang cực kỳ. Nè có túi luôn nè mấy chị. Trời ơi, cưng quá à. Trời ơi, đẹp ghê luôn á. Đây là chị Hạnh Thủy ơi. Nằm dịch em còn có mấy cái thôi nha mấy bà nha, 79 ngàn. 79 ngàn nằm dịch giùm em nha mọi người. Nằm dịch. Ai nằm dịch chút nằm dịch giùm em luôn, 79 ngàn nha mấy bà chị nha. Trời ơi, trời, sẽ chắc bây giờ đang mặc mấy bà không lấy luôn. Trời ơi, nó xinh xỉu. Có lộn không vậy trời? Có lộn không vậy mấy chị ơi? Siêu cân luôn nè, để em lên màu khác cho bà coi nha. Em lên màu đỏ đi. Màu đỏ cho đẹp nè. Tức ghê á, cái này mặc quá không được, tức ghê nha. Xỉ có 73 ngàn, trời ơi, nó rẻ muốn chết. Rẻ 89 ngàn thôi mấy cô gái ơi. Mà nó bự chà bá hà. Nó cân xỉu luôn á. Dạo này hàng về vừa đẹp vừa rẻ chú bà luôn á thiệt. Nè xinh chưa? Đó chị về mấy chị tự cục nó lại giùm em nha. Rồi màu đỏ, màu xanh, màu vàng giùm em. Cái này màu hồng. Ok em lấy rồi xong lên áo cho em lên áo sơ mi nha. Đỏ, vàng, xanh, hồng giùm em. Vàng còn bộ nè. Đây đây vàng còn bộ mấy chị ơi, đẹp lắm. Siêu xinh luôn. Rồi bà nào lấy màu nào mình chốt màu giùm em nha. Rồi mấy cái này các bà hỏi giá em nhiêu mới được trả lời luôn. Em bán có 89 ngàn một bộ hả mấy chị? Coi nè, nhìn
sang giữa thỏ chưa? Thôi đẹp xuất sắc luôn. Mi chà là ai vậy ta? Hồ Thị Nghĩ hả? Ok, đợi chút xíu đi bà ơi. Bà Hằng Nguyễn đợi em đi, em lên bụng ngủ rồi đó bà. Còn bà muốn lên quần thì bà đợi em đi. Đâu có lên được liền liền. Mấy bộ rồi? 4 bộ nè. 5 bộ nè. Trời ơi, một cây nó có một cái màu đỏ thôi người. Mấy đứa một màu đỏ thôi người. Ghê thiệt. Rồi em còn hồng, còn vàng, còn xanh nha mấy chị. Hồng vàng xanh ba màu giùm em nha. Quá trời xinh luôn. Trời ơi đừng ngủ quên luôn. Đừng ngủ quên luôn má ơi. Quần ngủ để em chút đi mấy chị ơi. Em lên cháo sơ mi này cho mấy chị nè. Đây, áo sơ mi trắng đen giùm em nha. Cái con này là siêu, vậy là siêu cân luôn. Ồ, trái tim chứ hơ đồ giùm em. Hạnh Thúy lấy cái đầm dịch 79 ngàn. Trời ơi, em nói thiệt luôn, em bao cái bộ này mà. Cái này mà mấy bà nhận hàng vô vẫn không vừa, nó thôi là tại mấy... Em nói thiệt, cái này mà mấy chị mặc vô, mấy chị nói không vừa đó là. Em nói thiệt là mấy chị phải nói là big size luôn á, mấy bà phải gọi là big sò luôn á. Là mấy bà bự lắm luôn á, mấy bà mặc không, bộ này không vừa á, mấy thiệt. Còn cái form áo nè. Thật sự luôn mấy chị cần cũng nơ lại giùm em á. Đẹp quá trời luôn. Nguyên sách này có 89 ngàn bộ. Hành thiếu qua cái đầm dịch quên cho bảo. Hả? Cái đầm dịch nè. Bộ chị mặc là quần nó bao bự luôn, mày to lắm mà, bao to luôn em yêu ơi. Rồi lên trên cái mẫu này mấy chị ơi, này đẹp nè. Đây. Áo sơ mi giùm em. Cái này nó có thiêu, có in trái tim nha mọi người nha. Rồi em này cho em luôn nha mấy bà. À, sỉ là 43 và lại em này cho em áo sơ mi 55 ngàn con. Trời ơi trời, báo giá hú hồn chi mén liền. Báo giá là hú hồn chi mén liền luôn. 55 ngàn một em áo sơ mi mấy chị ơi, trắng đen hai màu giùm em. Trắng đen hai màu giùm em nha. Em này mấy chị lên quần tây là hết sảy của bà 7 luôn. Em này lên quần tây là hết sảy của bà 7 giùm em luôn nè. Cái tay nha mọi người, nó không phải là cái tay sơ mi căng bình thường nữa nha mọi người. Cái tay về dạng như là tay phòng nè mọi người nè, tay phòng nhẹ giùm em nha. Đây nè. Thấy không, cái tay nó sẽ phòng nhẹ cho mọi người luôn. Xinh lắm luôn, sơ mi này có hai màu thôi, màu đen và màu trắng. Giờ lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em kèm em xứng ngọt nha. Sơ mi hai màu đen trắng mấy chứ ơi. Xinh lắm luôn. Rồi ai thích sơ mi màu nào chốt giùm em màu đỏ kèm xứng thoại giùm em. Em lùi lên quá trời luôn. Bận cái bộ đồ xong rồi lùi lên luôn á. Anh nu lấy đen nè. Bán giờ mẫu nào bị rớt lại một hai cái hết trơn, lùi lên form quá. Anh nu lấy đen ok nè, đen trắng hai màu giúp em mấy chứ. Dạ mấy chứ mặc chung ra cái chân váy tầng của nhà em nè. Chân váy tầng 65 ngàn nhà em nè mọi người. Mọi người mang cái này cho nó xinh nè ha. Trắng đen hai màu. Trời ơi, lên như vậy rồi mấy bạn còn không chịu quá nè. Ok, Diệu Hoa lấy bộ đang mặc một đỏ một xanh nè. Chỉ còn đỏ đang mặc còn một bộ. Xanh còn một bộ nè. Rồi bộ tôi đang đi. 60 ký vừa không ai áo. Áo vừa đâu chị ơi. Áo chứ không vừa đâu chị. Rồi em lên áo nha. 55 ngàn. Áo 50, áo này nó khoảng chừng 56, 57 ký quay đầu thôi nha mọi người nha. Chứ mấy chị bự quá mà không có vừa cái form này giúp em đâu. Đây. Hả? 69, 89 ngàn rồi. Đứng like cái bộ đồ nổi tiếng hồn, không biết giá nhiêu. Cái gì? Bắt lên form nó chán ghê luôn không? Tán bạ vậy nó sợ luôn không? Em nói sơ mi này là cái em căn bản mấy chị ơi, nhiêu cái mặt cũng vừa hết trơn mấy bà. Xinh lắm xinh luôn. Đây ha. Đây, siêu cân chưa? Trời ơi trời.
trời, cái áo sơ mi này mà chị ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Thôi bị xuất sắc luôn nha cả nhà. Túi nha mấy chị nè, xinh xỉu luôn mọi người ơi. Trời ơi, coi nè mấy chị, cưng chưa? Em nói cái tay áo mặc rất là đẹp, mấy chị không tin em thiệt luôn á. Cái tay áo lên form là siêu xinh luôn. Rồi xem em có hai màu, mấy chị có 55.000 cái áo sơ mi thôi nha mấy bà. 55.000 một cái áo sơ mi giùm em thôi, chứ không phải là 155.000 một cái đi nha mấy bà trẻ ơi. Trời đất ơi, nghe làm sao thành 155.000 đi. Dù ai lấy số điện thoại chưa? Dù ai lấy số điện thoại chưa? Rồi ok, sơ mi 55.000. Ai lấy sơ mi chút sơ mi cho em liền nha. Những cái em sơ mi liền mấy em căn bản, mấy chị ơi, dễ mang dễ bận lắm. Nè em thích cái tay áo quá à. Thích cái tay áo ghê luôn vậy đó. Hai màu trắng đen. Trời ơi, 55.000 mà đứng năng nợ với nhà má ơi, chắc tôi chết. Sơ mi có hai màu nha chị ơi. Nha chị thôi nè. Ok nè. Rồi ai lấy sơ mi chút sơ mi cho em. Chị thôi đừng bắt em lên sơ mi nữa nha mấy bà. Đừng bắt em lên sơ mi nữa nghe. Lên sơ mi rồi mấy bà cứ. Rồi em lên quần legging nè mấy chị ơi. Siêu phẩm quần legging của em. Đây mấy chị, 45.000 một cái em quần legging giùm em nha. Rồi em quần legging này em còn có mấy cả thôi nha mấy chị. Đây, 45.000 giùm em một quần legging mấy chị ơi. Form siêu co giãn giùm em luôn mấy chị. 60 cân mấy chị mang thoải mái nha, 60 cân mang thoải mái giùm em luôn. Quần legging này là em bao mấy bà nè, không bị xù lông ha. Form cho em lên cái form rất là xinh luôn mấy chị nè, coi nè. Đó, quần legging giùm em thôi, một màu duy nhất. Đó, một size nha mọi người, tại vì cái chất này của em làm cho mấy bà là co giãn rồi. Nếu mà khỏi lo ha, co giãn thoải mái giùm em luôn. Sơ mi trắng em còn chị. Áo sơ mi 55.000 dùng lên chị Tuyết Nguyễn. Còn chị Bình ơi, ai lấy sơ mi chút sơ mi cho em nha mọi người nha. Sơ mi của em 59.000, thì 55.000 cái bà ơi. Rẻ quá trời quá đất luôn. Xinh xỉu với bà luôn nè. Dễ thương luôn. Ok, chị Bình lấy một cái áo sơ mi nè. Rồi, quần legging 45.000 dùng đơn nè. Cái chị Nani nè. Quần legging 45.000 một cả giùm em nha mấy chị nha. Lưng siêu cao mấy bà ơi. Lưng này là lưng siêu cao giùm em luôn. Legging. Đây em sẽ mặc legging này chung với cái áo sơ mi em đang mang cho mọi người coi luôn nè. Chân váy em đang mang 65.000 mấy chị. Chân váy đang mặc 65 giùm em. Ok chị. Quần legging nhẹ nó mặc có đã dữ lắm mấy bà chế ơi. Coi giùm em nè mọi người. Xinh xỉu luôn á. Đúng rồi, legging xỉ 33.000. Sơ mi trắng 55.000 cho thương độ. Sơ mi trắng 55.000. Thương độ nè. Áo sơ mi có 55.000 một cả giùm em thôi nha mọi người. Ai lấy sơ mi chút sơ mi giùm em. Thương độ nhận hàng đơn cũ cho em đi chị ơi. Sơ mi này nhẹ có hai màu trắng và đen thôi nha mọi người nha. Có 55.000 cả mấy chị ơi. Cái bà lên hàng kém quá mà là biến lên quá à, thiệt luôn á. Không biết lên cái gì cho bà cho nó vừa lòng đây. Chết mẹ sao mặt nó không nhận diện được khuôn mặt nữa rồi. Ủa cái 5 cái hả? Legging 5 cái nè. Legging em còn có mấy cái thôi à. Chị nào lấy thì chốt cho em thôi. Hàng này bao bao đẹp bao ghiền giùm em nha. Mấy rồi? 4 thôi. Rồi cho chị đọc về cái quần legging luôn nè. Ngọc Huyền cái quần legging luôn, ok chứ yêu luôn. Rồi ai lấy legging nữa, chút legging cho em. Ok chị thương đỏ nha. Đây mấy chị ơi, phong quần legging nhà em nè mọi người nè. Co giãn lắm, lưng rất là cao luôn nha mọi người nha. Mặt rất là đã luôn nha mấy chị. Xinh ghê luôn á. Má ơi, legging là đây là cái quần thần thánh luôn nha mấy chị. Mặc chung với gì cũng đẹp hết trơn á, trời mấy chị ơi. Nó ôm sát dáng giùm em luôn nha mọi người nha. Ôm sát dáng luôn mà cái lưng quần nè mấy chị. Trời ơi, nó đã lắm mấy chị ơi. Em làm cho mấy chị cứ phong quần là phong quần bản nè mấy chị. Áo không ai không biết còn hàng không chị, tạm em về xét thật nhiều cái thôi nha. Thêm ba cái nữa nè. Tại đâu này em về xét nhiều quá mấy chị. Cái này hình như cái này nó có lọt vô ba cái màu xanh đen lắm chị. Đây nè. Cái này là cái loại mà sọc mà giống như là kiểu đi tập gym á mọi người thấy không. Cái dáng quần giống như là cái màu sọc như là cái màu sọc quần tập gym nè mọi người. Rồi màu xanh đen cho em nha. Cái là màu xanh đen nha mọi người nha. Đây, nó cũng là chất như vậy luôn nha mọi người nha. Nó cũng co giãn như vậy luôn, rất là đã luôn mấy chị ơi. Rồi, xếp đuổi sơ mi còn hè. Sơ mi còn
mới chẳng còn hàng không chị? Còn nha T-Baby ơi. Ủa? Còn nha em nha. Rồi ai lấy chốt cho em luôn. Đây mấy chị, cái này là màu xanh đen nha mọi người nha. Đây mà lên like sao nữa, thành cái màu xám luôn. Đây cho mấy chị, có một màu duy nhất em thôi lọt được 3 cảm chị ơi. Cái này nó giống như cái màu quần đi tập gym nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy sơ mi, ai lấy quần legging, chút quần legging. Ai lấy sơ mi, chốt sơ mi giùm em luôn. Sơ mi nhà em còn mấy cả nha mấy chị ơi. Rồi đừng mắc luôn, thì ở với bà nha mấy bà. Đây áo sơ mi trắng đủ nha tình yêu ơi. Quần xanh đen chút chị Ngọc Huyền nè. Xanh đen legging chút cho chị Nga Nguyễn nè. Hai cái nằm dưới đó, một cái nữa kìa. Bên dưới đó. Rồi đây. Em này cho em nè. Ai hỏi em cái set sơ mi đuổi mấy chị. Set sơ mi đuổi này nhà em là 119 ngàn một em nha mấy chị nha. Đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Mặc lên cho em sang cực kỳ luôn. 119 ngàn mấy chị. Đẹp lắm luôn má ơi. Cái này là quý nữa bà ơi này. Bây giờ nhìn cái áo sơ mi là mấy chị biết đẹp đỉnh liền luôn. Cái này là có nó là cái set giùm em nha mọi người nha. Đây set quần đùi, set quần đùi cho em nha mọi người. Rồi thêm cho em một cái áo nè mấy chị. Đây một cái áo sơ mi giùm em nha. Cái này là vải đuổi nha mấy chị, form mặc siêu đã luôn. Set này là 119 ngàn, là bao gồm em có 3 màu mấy chị, màu đen nè, màu nâu tây nè, với lại màu trắng. Đen nâu tây và trắng giùm em nha. 119 ngàn nè, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Sang cực kỳ cho mấy chị luôn. Này. Cái này nó kèm cái nịch giùm em luôn nha mọi người nha. Nè cái nịch nè. Cái gì cho mấy bà luôn ha. Rồi. Rồi lát hồi nó chị coi chị chốt kịp không nha gái nha. Rồi đây nha mấy chị nha. Ai lấy chốt em luôn mấy chị ơi. Set 119 nha mấy chị. Set 119 ngàn. Em có 3 màu. Màu đen, màu trắng và lại màu nâu tay giùm em luôn. Đen, trắng và nâu tay giùm em. Ai lấy bộ màu nào chốt em màu đỏ luôn nha. Cái này mặc bao đẹp luôn. Bao mặt ba màu với bà luôn nè. Ok chưa? Ai thích màu nào lên màu giùm em. Rồi em qua mẫu tiếp nha mấy chị. Qua mẫu tiếp giùm em nha. Quần nè mấy chị ơi. Quần đùi nè. Quần ngố nè. Trời ơi, cái này em chưa có đăng hình luôn á mấy chị. Hôm nay có nhiều mẫu em chưa có kịp đăng hình luôn á. Em mê chơi quá rồi, em quên đăng hình luôn mấy bà. Trời ơi, quần ngố loan mấy chị. Trời ơi, siêu phẩm biến hình đó chứ ơi. Rất là đẹp luôn. Má ơi, cái quần ngố loan. Xuất sắc một tuyệt tình giùm em luôn mấy bà ơi. 3 size SML. Báo giá ủng hộ chị mén liền. Báo giá quần này là ủng hộ chị mén liền, em liền luôn. 99 ngàn một quần, xỉ là 85, lẻ là 99 ngàn. Ngố loan giùm em. Siêu cân luôn bà nội ơi, nó đẹp á. Rồi em lên form nha cả nhà. Quần em được có mấy ri à. Ngố lâu lâu mới có hàng nha mấy chế nè. Ngố xinh nhẹ mà lâu lâu mới có hàng, chứ mà lúc nào cũng có hàng đâu mấy chế ơi. Dạ không chị, hôm nay cũng về xinh già, hôm nay về đi ngố, về đi đùi giùm em. Chiều nay về bếp ghi dài cho mọi người. Bếp luôn lấy một ri nè. Đợt này về quần ngố bao ghiền. Quần ngố đẹp lắm luôn. Chị Hân một ri nè. Ngố loan ép cho chị Bùi Thị Hường nè. Ngố loan ép cho chị Bùi Thị Hường nè. Ok chứ yêu nè. Quần này nhà em 99 ngàn mọi người nha. 99 ngàn một cái quần ngố thôi. Đẹp dữ lắm mấy chứ ơi. Cứ yên tâm giùm em luôn. Bùi Thị Hường nè. Ok nè. Trời ơi còn có phần quần nữa bà ơi. Quá đẹp luôn mấy chị. Này em còn có mấy cá thôi nha mấy chị nè. Ai lấy quần size nào chốt em size đó kèm số điện thoại giùm em luôn. Ngố chị đang cầm xe M cho Thanh Ngân nè. Ngố đang cầm xe M cho Thanh Ngân nè. Một ri cho Hồ Thị Nghệ nè. Rồi SML ai lấy thì chốt cho em liền. Ờ lát ốp hành cho em. Lát chị ốp hành cho cái quần này chị quên ốp hành đó. Không, 99 ngàn bà ơi, 99 ngàn.
sơ mi em đang mang, có chứ nào lấy được thì chốt cho em nha. 45, có lộn 55 nghìn một cái sơ mi nha mọi người ơi. 55 nghìn một sơ mi cho em nha. Quần legging nhà em còn mấy cái em hết hàng quá chị ơi. Xét nhà em còn nhiều lắm luôn á. Cái này giờ xét gì thấy quá trời xét luôn à. Không biết cái gì luôn nhỏ bà ơi thì. Nó tầm 15 hộp dịch lộn ở đây luôn à. Chia sẻ cho em nha. Trời ơi nó thiệt sự luôn mà. Ôi nó đẹp ghê luôn cái lông quần. Ủa quá trời luôn mấy chị ơi. Quá trời cu te luôn nha mọi người. Có rinh đùi chị đẹp, đợi em chút em lên rinh đùi cho. Trời ơi xinh chưa. Trời ơi quần nó đẹp quá trời luôn á. Má ơi xuất sắc luôn. Đại chị một resort luôn nè. Quần sọt còn gì khác nữa. Mà nó rẻ dữ, quá đẹp dữ trời. Áo chị mặc 45 ngàn gian kim. Áo chị mặc 45 ngàn một cân ơi. Rồi mấy chị ơi, ai lấy quần ngố chốt quần ngố cho em liền mấy chị á. Quần ngố này nhà em giá chỉ có một có 99 ngàn một em quần ngố thôi nha mấy bà. Rất là rẻ luôn mọi người. Mà đã vậy rồi nó còn lên hàng loan nữa nè mấy bà. Còn lên loan nữa nha mấy chị nha. Nhìn rất là đẹp luôn mấy bà ơi. Trời ơi xinh quá à. Áo đang mặc 45 ngàn giùm em mấy chị. Cái này là hàng Thái nè mấy chị đẹp nè. Cái vải đã cực kỳ luôn, có một cái không. Em có ngố rồi Ngân ơi. Áo còn cậu còn có 1 cái 2 cái gì mấy chị ơi. Biết nào khúc nào còn có 1 cái 2 cái thôi. 45 ngàn dùm em. Ai lấy áo chút áo luôn. Rồi. Áo còn có 1 cái 2 cái gì mấy bà ơi. Áo em mới hàng rồi em không có nhiều. Áo này còn có 1 thôi. Ai lấy áo chút áo cho em nha. Em còn áo bò sữa. Áo cho ba anh nè. Nguyễn Thuận lấy trước. Nguyễn Thuận lấy trước 45 ngàn. Quần 52kg cho chị Giang Kim. Quần 52kg cho chị Giang Kim ok. Giang Kim lấy quần 52kg nè. Hết áo rồi chứ ơi, có 1 cái 2 cái gì mọi người. Nó lọt đâu ra trong góc nè. Quần 99 ngàn em. Quần 99 ngàn. Rồi quần này em còn 2 size chị ơi. XL giùm em nha mọi người nha. Quần em còn 2 size XL, quần rất là đẹp luôn mấy chị. Quần siêu đã luôn. Rồi em còn áo bò sữa mấy chị, áo bò sữa 45 ngàn. Quá trời dễ thương luôn. Quần ngố jean 99 ngàn chị Candy Baby đẹp quá luôn. Quần S cho Uyên Jessica cái gì? Giang kim quần. Rồi em còn 2 cái L, rồi em còn 2 cái L giùm em luôn. Nha, quá đẹp luôn. 2 cái L cho Phạm Ngọc Bảo Châu ok luôn. Em chưa có áo đúng không chị? Đúng rồi, em chưa có áo được cân nha. Áo em đang mang 45 nghìn mấy chị ơi. Rồi dễ thương quá à. Áo bò sữa cân quá mấy bà ơi. Áo lấy bò sữa không? Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Em nói thiệt luôn mấy chị, mua bò sữa ở mấy chỗ khác á mấy bà. Nó là hàng thun cô tắm sẽ không bao giờ mà co giãn như vậy đâu. Ha. Em bán này chỉ là chế là lên form co giãn đàng hoàng luôn. Có 45 nghìn một em thôi. Nhớ bà chế nha. Một thả tiết bò sữa duy nhất giùm em luôn mấy chị ơi. Lên quần sọt đồ ngố nè. Trời tôi thích quá à. Thích mặc quần ngố ghê luôn á. Mặc quần ngố quá đã. Đúng rồi có một màu này thôi bà ơi. Pyjama ngủ like rồi Ngân ơi nè cho chị. Em quăng cho chị một ri đùi chưa. Chị hâm một ri đùi nè. Em lên quần đùi luôn má ơi. Nó nghe mấy bà quần đùi báo giá bà đừng có xỉu nha bà ơi. Thiệt luôn á. Rồi quần đùi cho em xỉ 65. Lẻ có 79 ngàn cái quần sọc đùi nha bà. Trời ơi trời, 79 ngàn cái quần sọc đùi mấy chị ơi. Mà hàng mới luôn. Chứ không phải là hàng em sale hay là cái gì luôn á mấy chị. Đi đùi cho Nghĩa nè. Em nói thiệt luôn, không phải là quần sale hay là quần gì luôn á. Quần mới cứng, tem mạc còn đầy đủ luôn á. Giá quá ơi luôn mấy chị em. Nè nhìn coi xinh chưa. Áo đen hết rồi cục cân. Bé Phương một ri, có chiếc mẹ mẹ. Bé Phương một ri nè. Rồi ai lấy chốt giùm em liền nha mọi người nha. Ai lấy chốt cho em liền luôn. Quần đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 3 size XML giùm em. Coi cái form quần mấy bà. Cái quần siêu nặng tay cho mấy chị luôn nha. Quần bao nặng tay luôn. Chất zin dày dặn chị ơi. Quần em có đủ ít lắm nha. Rồi quần đùi em mời cho chị Cao Thị Nhi nè. Ok nè. Áo đen này em hết rồi bà gái ơi. Đổi mẫu khác giùm em nha. Ngố em hết luôn chị ơi. Ngố em hết luôn rồi Nhi Nguyễn ơi. Ngố 99 em hết rồi chị. Ngố này chắc chiều nay về hàng thuê mấy tình yêu.
Quá năm mặt chắc chiều nay về hàng thêm cho mọi người á mọi người ơi. Chứ giờ em hết rồi. Nè một ly chịu hình ngân nè, còn ly nguyên nè. Rồi ok. Quần đùi size S cho chị Candy Bubby nè. Đùi S cho Candy Bubby nè, rồi còn cái L. Còn cái L duy nhất thôi nha. Ờ quần lẻ hả? Quần này lẻ cho em 79 ngàn nha. Sĩ 65 lẻ 79 ngàn mới là có một cái không? Đẹp lắm luôn. Đúng một cái duy nhất giùm em nha, 65 ngàn. Có lộ 79 ngàn giùm em luôn, L hết hàng. Trời ơi xinh ghê luôn má, cái quần màu nó bụi. Màu nó quá bụi luôn hết luôn mà Lê ơi còn cái L à. Thêm L chị cho Úc Hiền Ngọc Mai đi. Úc Hiền Ngọc Mai nha. Rồi quần ngố chị không phải quần quần đùi. À quần ngố hết rồi cục cân ơi. Ngố hết rồi gái ơi. Ngố em hết rồi. Hết rồi Lê ơi, quần quần chị hết rồi Lê. Thì chiều nay chị có còn hàng không, chị lấy thêm cho nha. Bây giờ hết rồi. Ngọc Mai Úc Hiền lên thông tin giùm em. Em lên quần đùi tiếp nè mấy chị. Để em coi cái này giá nhiêu nha. Quần gì? Ngọc Mai Úc Hiền không lên xin thoại em chút gì Trần Thi nha. Ok, cảm ơn chị Thanh Lan vợ nha. Quần đùi em còn S hả? Quần đùi còn gì vậy? Chị Candy Bubby thấy không có lấy bỏ ra chưa? Trời ơi trời, ngán hả? Thanh Lan hả? Ok chế. Quần đùi em hết chị ơi, quần đùi em còn sẽ S à. Quần đùi em còn một cái S thôi mấy bà ơi, quần đùi em còn một cái S trong khách hàng đó chị. Quần đùi nhà em còn một S nha mấy bà ơi, 79 ngàn mấy chị ơi, hết luôn mà còn đúng cái một thôi chứ. Đẹp quá à mấy chị ơi, trời ơi coi cái quần nè. Má ơi, form quá xinh luôn. Ai lấy S chút S cho em nha cả nhà. Trời em còn một khẩu quần đùi nè, trời ơi má ơi, cái này là siêu phẩm luôn mấy chị ơi. Trời ơi trời, em nói thiệt nó hot quá trời hot. Để em coi cái giá của mày nhiêu nha. Phải chưa biết giá rồi, phải chưa biết giá chứ. Quần này nó mắc hơn. Quần này nó là hàng shop đó mọi người. Giá sẽ cao hơn một tí giùm em nha. Rồi quần này cho em mấy chị ơi. Đây nè mấy bà. Sỉ cho em là 79 nha mấy bà ơi. Lẻ cho quần này cho em nè mấy bà ơi. 89 ngàn. 89 ngàn một quần giùm em. Trời ơi cái bạn nó đang hot lên nè mấy bà chế nè. Cái dáng quần mà gọi nó giống như LV đồ này kia nha mấy bà chế nha. Siêu xinh giùm em luôn mọi người ơi. Cái quần này nó mắc hơn quần kia 10 ngàn giùm em. 89 nha mấy bà, 89 ngàn. Đùi S cho riêng kim kim luôn. Đùi S này đúng không chị, riêng kim kim ok giùm em nha. Đùi S nào, đùi S 79 ngàn chị riêng kim kim ok giùm em nha. Chị riêng kim kim mà để biết đường nha chị, mới không có lộn. Đùi 89 anh ơi, đùi 89. Đùi 89 định lại cho em. Riêng kim kim nhận đơn cũ cho em đi chị. Trời ơi má ơi, cái quần này nó đẹp xỉu nhá bà nha. Trời ơi nó đúng cái hả tiết mà đang hot luôn nè mọi người ơi. Đúng cái hả tiết đang hot luôn nha mọi người nha, đây nè. Trời ơi siêu cân cho em luôn nha mọi người, lưng cao xỉu luôn. Lưng cao xỉu giùm em luôn, 3 size SML giùm em. 3 size SML giùm em nha. Trời ơi xuất sắc ghê nơi luôn mấy bà ơi. Coi nè. Ủa cái vải nè mấy chị, cái vải đúng lạ luôn mấy bà ơi. Chất zin nha mọi người nha. Chất zin luôn, vẫn là zin bình thường cho mọi người luôn. Mà nó dập sao mấy chị em không hiểu nữa. Nó dập sao mọi người, nhìn nó đẹp lắm. Rồi 3 size SML giùm em. Sỉ 79 giùm em nha mấy bà nha. Lẻ giùm em cái mẫu này là 89 ngàn. 89 ngàn giùm em. Mắc hơn kia 10 ngàn cái bà thôi. Mắc hơn 10 ngàn nha. Rồi chị nào lấy quần size nào chốt giùm em. Ok thì tôi lên thật, tôi lên form nữa bà. Cái form này không phải là form chữ A ha.
lấy cái vải này về nữa nè. Nhập ly hả chị Bình? Lấy bộ hả chị Bình ơi? Định mua bộ hay là xét gì? Lấy mấy chị nha, quần sọc đùi giùm em. Sọc đùi nha mấy chị. Nè cái vải như vậy nè mấy chị ơi, để em mở cho mọi người coi cái phân vải của nó nha mọi người nha. Đây đó, cái vải của nó lạ lắm mấy chị, lạ cực kỳ luôn. 89.000 quần sọc đùi giùm em nha mấy chị, đẹp nha nè, xin lỗ mấy chị, đẹp cực kỳ luôn đó. Được chưa? Rồi Bùi Thị Hường có chưa anh? Có chị riêng Kim Kim hả? Chị Bùi Thị Hường lấy quần S nè. Bùi Thị Hường nào, giao hàng gì vậy ta? Không mình đang bụi đi chết mẹ. Có nào nó giao hàng trong tỷ không? Chưa mà, còn lâu lắm, chứ có 3-4 ngày mới nhận rồi. Rồi ok. Trời, lấy nguyên ly giùm chị đi. Lấy gì có con cái một mà sao tao bán đây? Lấy gì có con cái một bị trời. Ok ok, thì chị chia cho. Mấy bạn không lấy cái phân quần này cho tôi luôn. Chán đời dễ sợ không? Sao rồi? Lại che mắt che lại cho tôi quá à. Rồi ok. Ai lấy quần chốt quần giùm em. Ai lấy quần chốt quần cho em nha mấy bạn ơi. Rồi ok tình yêu. Bạn lấy hơi qua hủ. Sao em thấy cái này nó ngoan ngoan vậy ta? À rồi. Trời, cái sách hot nè. Biết lấy quần gì trời. Cho cà rốt khoai tây cà một bộ đi. À em biết rồi, chờ đợi em tí nha. Rồi đây mấy chị ơi, xét ba lỗ mấy chị nè, xét này đúng là dễ thương luôn. Đây là cái xét này cho bà gái coi nè. Dùm hai dây dập ly hồng với xanh á hả? Ok ok em biết rồi. Dùm dập ly đợi tí nha. Đây mấy chị, xét ba lỗ, ô lỗ xét sắc nách nè. Trời cái chân quẩy cho mấy chị ơi, đúng cu te luôn mọi người ơi. Trời cái này đỉnh luôn. Đỉnh cao dùm em. Quần em mò cho Cao Thị Nhi nè. Cái set này cái đã mấy bà ơi. Em biết là chị Bình nó đã chốt nha, cái trông nó đẹp lắm. Trời, cái này đúng chất là hàng Quảng Châu luôn mấy chị. 99.000 ồ lộn bao nhiêu. Set này cho em là 105 cho em nè mấy chị ơi. Đây. Trời ơi mệt quá. Lai tới giờ này xem đuối ghê luôn trời, không nói nổi luôn á. Thiệt luôn á, trời nó đẹp ghê luôn á. Đây nó là cái form quần như thế này nha mấy chị, đẹp nha. Cái set này cho em 109.000 một bộ giùm em nha mấy chị. Cái chân quần rất là xinh luôn mấy chị ơi nè, để em mặc giống như cái set xích mẫu cho mọi người coi nó. Cái set mẫu nó sẽ là như thế này giùm em nè mọi người. Đây áo ba lỗ giùm em nha mọi người nha nè. Cái tay nè mấy chị, thuộc dạng ba lỗ, có lộn, sẽ có đó ba lỗ hoài, sắc nách. Sắc nách giùm em nha, rồi cái phơm tà nè mọi người ơi, xinh ghê chưa. Đó, cái áo của em nó sẽ như thế này nha mọi người nha. Quan trọng là cái chỗ chân quẩy mấy chị, cái chỗ chân quẩy rất là đẹp luôn. Cái set này cho em giá là 105.000 một em ha mấy chị ha. Này mấy chị nhìn coi giùm em. Cái này là cái quần cho em cho mọi người nha, chứ không phải là của. Đúng rồi, cái này là cái quần cho em, chứ không phải là cái chân quẩy đó nha mấy chị. Cái quần giả vải giùm em, dán như dán quần xòe đó chị. Dán như kiểu quần xòe xích ly đó mấy chị thấy không? Nguyên một cái phần bản đó chị, phần bản là phần bản nhúng thun cho em nha mọi người nha. Bản nhúng thun giùm em luôn, rất là đẹp luôn mọi người. Đây nè mọi người coi cái form của nó nè. Siêu dễ thương luôn. Đây áo của nó đây ha. Rồi quần của nó đây mấy chị ơi. Nguyên một set giùm em. Xinh chưa? Giá chỉ có 105.000 thôi. Cái này là hàng vải thiết kế nha mấy chị. Cái vải là hàng đuổi xô nè mọi người nè. Chất xô giùm em luôn ha, rất là đẹp luôn. Rồi nguyên một bộ này cho em giá là 105.000. Em có màu trắng, màu đen, màu vò. Màu nào cũng đẹp hết luôn nha mấy chị. Màu nào cũng cơm hết trơn, mấy chị có màu đen của nó nè.
Má ơi, và quá đẹp luôn. Đúng rồi, nó là chất đuổi xô cho tình yêu nha, đẹp lắm. Cái chất xô giống như kiểu mấy cái đầm vải xô mọi người, vải hàng hàng mà chuẩn hàng shop, hàng Quảng Châu luôn á. Người ta được mới lên được cái vải đó nha mấy chị nha, tại vì cái vải đó mắc tiền lắm. Mấy chị coi một em màu đen nè. Trời ơi, em thật sự luôn, đúng dễ thương luôn. Đây 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 nè, cưng chưa mấy bà ơi, nhìn cái chân váy nè. Cái chân váy đúng đẹp luôn, cái quần đúng đẹp luôn á mấy chị nè, coi nè. Nguyên một cái bạn luôn. Đây nha. Đẹp quá. Bây giờ em chỉ ước gì em lùng lại được một tí với mấy chị, cỡ mấy xấu rồi em mặc bộ này là bao đẹp luôn á. Đây nè. Tại em cao quá mấy chị, em cao thêm mấy 65 lận. Mặt nó hơi bị đùng đẩy nhẹ mấy bà ơi nè. Nhưng mà nếu mà chị nào mà mấy xấu quá mặt em này rất là dễ thương luôn. Coi giùm em nè. Cái quần này trời, cái quần em thích ghê luôn á. Cái quần này là bữa giờ đó giờ em bán hả, chưa có thấy cái form cái bên xưởng người ta may được cái form quần như vậy luôn á. Tại cái form quần này may khó lắm mà người, may khó cực kỳ luôn á. Đây nè, coi giùm em nè, nó vừa xòe ha mà nó còn vừa nhúng eo cho mấy chị nữa, xinh lắm luôn. Rồi bộ này cho em nha, em có màu rồi mọi người ơi. Màu giùm em nè, màu đen nè ha, màu đen, màu trắng nè, màu nu nè, màu xanh với lại màu bò giùm em luôn. Nu xanh với bò nha mấy chị, bốn màu với mọi người nha. À thích màu nào cho em màu đỏ luôn. Em này cho em xỉ là 93 nha mấy chị. Trời ơi, đẹp quá trời luôn á trời. Ủa nó sang ghê hồn luôn má ơi, coi nè. Màu bò đấy bà chị. Thấy chưa mấy bà, dụ tôi lên set hoài, tôi lên set bà không mua gì hết trơn, mất tôi lên set hoài luôn, buồn ghê á. Thiệt luôn á. Cho em lên set mà nãy giờ không, em lên set cái lên mẫu mới, qua mẫu mới của em luôn à. Nè nhìn cân ghê không. Má ơi coi màu bò nè. Bò quá trời cu te một me luôn á. Đó. À lấy màu bò, chút màu bò giùm em nha. Màu bò nè, màu xanh nè, màu kem nè mấy chị, màu đen với lại màu trắng ha, bò xanh kem đen trắng luôn. Ai thích màu nào mình chốt màu đỏ kèm số điện thoại giùm em. Cái set đẹp vai nè, cái set gì vậy trời, set gì mà làm quan mang cục diện quá, không biết gì cái gì luôn á. Là cái set bẹt vai mấy chị ơi, set bẹt vai mà đợt này về màu trơn cho mọi người đây nè, set bẹt vai đợt này em về màu trơn cho mọi người nha. Không lên set ở đâu, lên set mất công lộ mẫu hết trơn, phụng lắm không được, không lên được. Sao nó lộ nó tì tùm lum vậy ta. Nó lên hàng mới sao tôi bị lỗ mẫu hết trơn, làm biến lên ghê luôn. Để chiều nay luôn đông đủ luôn cho nó like cho nó lạ. Rồi thì đợi em xíu đây để em coi còn màu gì. Không lấy đen đúng không? Bốn màu không đen nè cho Nghĩa nè. Ok. Xét đam em còn anh chứ ơi, màu trắng nè mấy chứ. Màu trắng, màu đen giùm em ha. Màu trắng, màu đen, màu nâu có lại màu bò giùm em luôn, sẽ là dễ thương quá trời. Đợt hởm á mấy chị ơi, em về cho bà á là cái set áo này quần màu kia đúng không? Xét chị mặc bao nhiêu ký, mặc dù xét chị mặc 58kg nha Hồng Nhung, 58 cân nè em với lưng thun mà. Đẹp lắm luôn, 58 cân còn lại mặc đẹp giùm chị. Rồi xét này mấy chị, bẹt vai ha. Đợt chị hỏi mấy em về với bà chế là cái quần màu màu khác, áo màu khác, quần màu khác. Đợt này em về với bà chế nè, áo một màu, quần một màu luôn. Em về một màu cho mọi người ha. Và đợt này giá rất là rẻ mấy chị ơi, lẻ chỉ có 85.000 một bộ thôi. Đợt này em về cái bộ này chỉ có 85.000 thôi nha. Còn cái set rời đợt trước á là áo một màu, quần một màu là 89.000. Bộ này chỉ có 85.000 cho em thôi. Đây. Áo bẹt vai, quần bẹt vai nè, rất là xinh luôn, được cho em lên màu nè.
Em có màu xanh này là xanh rêu nha mọi người. Alexandre chốt xanh rêu cho em luôn. Bộ này đẹp lắm. Bộ này bao dễ thương luôn. Màu rêu, màu bò nè mấy chị. Màu hồng nè, màu nâu nè, màu cà phê nè, màu xanh biển cho em nha. Màu xanh biển. Sách chị đang mặc 105.000 em. Với lại màu, màu gì ta? Đỏ mận mấy chị ơi. Đỏ mận cho em nha. Riết rồi bây giờ mù màu luôn. Không biết được cái màu đó màu gì luôn. Ok chưa? À cái con nào mà chốt màu giùm em. Sách đang mặc là 105.000 nha mấy chị. Sách đang mang 105 giùm em luôn. Trời ơi. Pyjama còn 1 ly nè. Pyjama em còn 1 ly nè mấy chị ơi. Pyjama còn 1 ly. Đợi xếp lên lại cho. Hà Thanh đơn đi chưa? Chắc đơn đi rồi quá à. Rồi. Hà Thanh chắc đơn đi rồi quá em ơi. Và em lên màu cho mọi người nha. Trời ơi dễ thương ghê luôn. Trời cái set xuất sắc luôn. Cái set xuất sắc luôn các bà ơi. Đây nhớ bà nha. Rồi màu đỏ mận giùm em nè. Màu xanh nè. Cà phê nè mấy chị ơi. Cái này màu xanh biển mấy chị. Xanh này đẹp lắm mấy bà ơi. Xanh này bao ngọt cái bà chị đó luôn. Đây nha 65, 85 ngàn một em giùm em thôi. 85 ngàn một set đẹp vai. Trời ơi dễ thương ghê luôn á má ơi. Cưng chưa. Cuôn teo hộp me chưa. Màu xanh cho em nha mọi người. Ai lấy xanh chút xanh luôn. Rồi màu này màu nâu tây nha mấy chị ơi. Màu nâu tây giùm em nè. Ai lấy nâu tây chút nâu tây luôn ha. Em này là bao xinh cho mấy bà luôn. Đó bẹt vai giùm em nè. Mặc lên tay mặc bẹt vai ra đều được hết nha. Bộ em đang mặc giá 105 ngàn mấy chị ơi. Cái này là vải chất xô mấy chị, hàng cao cấp. Hàng chuẩn shop cho em luôn được chưa. Rồi em có màu nè. Ai thích màu nào mà chốt màu đỏ kèm số giùm em. Có lấy cho tôi chưa bà lấy. Hồi nãy chế giặt em. Cái bộ đang mặc em chốt chế rồi. 105 ngàn em chốt chế màu xanh rồi đó. Chế có đổi màu khác không? Em nhớ là màu xanh em được anh quăng cho bà màu xanh rồi đó. Bà có lấy màu khác không? Em có như này màu thôi. Nên chỉ có vài áo em ơi. Chị mà xét nhiều một con. Chị mà xét cái dân không mà. Chỉ có vài áo. Có áo khoác mà không có vài áo nha. Rồi em có màu rồi mấy chị. Rồi ai thích màu nào chốt giùm em. Còn cái bộ bẹt vai này là chị dặn em màu hồng nè phải không? Màu hồng đúng không? Em có chừa rồi. Xét chị mặc 105 ngàn có được 4 màu. Đây nè, bộ này đẹp lắm luôn. Bộ này rất là đẹp luôn em nói thiệt. Ân quá chị ân luôn, màu đen nè. Màu nu nè, với lại màu bò. Đen nu bò 3 màu giùm em. Ai đó màu nào mình chốt màu đó kèm số điện thoại giùm em luôn ha mọi người ơi. Bà cứ cho tôi lên xét đi, lên xét xong mong mà lấy hết trơn. Trời ơi, để chiều nay like cái màu này đi. Cộp cho em. Quần em còn cái xe S nha. Để giờ lên áo, lên có 1, 2, 3 mẫu. Hôm nay em có về áo với chị. Hôm nay em có về áo cho mọi người nha. Rồi em lên hàng sale mấy chị ơi. Em không lên hàng mới đó đâu. Hàng mới để chiều nay like tiếp đi. Chứ giờ em không lên hàng mới đâu mọi người. Rồi quần nè mấy chị. Em ra lấy giờ mấy mẫu hàng mới rồi bị rớt mẫu hoài à. Em lùi lên quá à. Để chiều nay lên tiếp đi. Giờ em lên hàng sale ha. Quần sọc trắng hả? Ok, để còn chị lấy khoác cho. Xét bẹt vai trời, chị lên chị mới dơ lên luôn. Mấy bạn không lấy gì hết trơn, trời chị lùi quá. Áo khoác bữa nay về màu trơn. Áo khoác về quần áo áo trơn á. Quần sọc này em còn cá xe S cho bà nào hốt cho em không? Xe S có bằng dừa không nữa. Bằng dừa thì thử mới thử lên cho mọi người coi được. Quần em còn có một cái S là cho bé Phương đi. Cô lấy gì giữ quần S bé Phương.
mối bà ơi, bộ mối này kia nhiều. Em có về áo, bên em có về áo mới chị. Áo về bị rớt ra màu hoài à. Rồi lên cái mẫu này cho em nè. Áo khoác nè mấy bà chế. Đây áo khoác siêu hot ít dùm em luôn. Mới về thêm cho bà nữa. Lô này chắc là lô cuối rồi đó. Để em like thêm 1-2 mẫu nữa thôi, chắc em ngưng quá. Em nghỉ quá rồi, chiều nay em like chắc em mệt quá trời quá đất à. Còn nhiều mẫu hot quá trời nè mà không có dám lên luôn á. Lên sợ bị mất mẫu. Rồi đây áo khoác giùm em. Rồi đi lên, em lên cái màu này kìa. Em phải lên cái màu xanh đọt chuối. 85.000. Vẫn là giá dư cũ giùm em nha mấy tình yêu nha. Mới nay có để cho em quần đùi cho chị Út Huyền Ngọc Mai có rồi. Qua đi lên khoác 3 màu nè. Khoác này bán bao hot luôn mấy chị ơi. Bận bao ghiền giùm em nha mọi người nha. Nha. Đây bận bao ghiền giùm em luôn. Siêu dễ thương với bà nè. Đó. Áo khoác 60 cân của chị mang thoải mái giùm em nha. Nhật Linh lấy một set chị đang mặc nè. Ok cho Nhật Linh nè. Ok màu trắng đúng không? Còn một set màu trắng đang mặc thôi à. Đây nha mấy chị ơi. Áo khoác giùm em nha cả nhà. Em có 3 màu mấy chị. Màu xanh nè. Màu nu nè. Màu xanh nha mấy chị nha. Màu nu giùm em luôn. Với lại màu đen. Khoác này bao hot giùm em luôn nha mọi người. Em bán 85.000 một em. Đó mấy chị ơi, cái vài hàng này nhớ bà người ta bán, em thấy người ta bán tầm 100 mấy một cái không nha mấy chế. Bao ghiền luôn. Cái dây kéo nha mấy chị, làm lên tới ốc o của mình luôn á mấy bà. Dây kéo này em làm cho mọi người nè ha. Full màn hình. Dây kéo lên tới ốc o giùm em luôn. Con này bao hot cho mấy chị luôn ha. Dán này là dán ngắn giùm em mấy chị ơi. Đơn giản dễ mang dễ mặc luôn. Rồi, áo khoác này bên em có 3 màu, 85.000 một em nha mấy chị. Cái này là vải giùm em. Hay này là hàng vải cho bài hàng ca, hàng hàng thun gân nha. Cái này là hàng vải giùm em nè. Bao đã luôn. Ok rồi chốt em nè các bạn. Không lên hàng mới, em lên hàng sale nha. Nghe mấy bà, Hạnh Thúy lấy nu đang mặc nè. Ok cho Hạnh Thúy nè. Ủa em quăng lộn màu rồi người ơi, đưa em lại đây để cái màu nu nè. Ok cho Hạnh Thúy nè. Rồi đang mặc là màu xanh nha, màu xanh đẹp lắm. Rồi 85.000 khoác giùm em luôn. Em về màu xanh nhiều mọi người, tại cái màu xanh này mấy chị không, cái này mấy chị khoác đi chơi ban đêm nó rất là đẹp luôn. Khoác đi chơi ban đêm cho em là cực kỳ dễ thương luôn. Rồi đem lên hàng sale với bà nha. Rồi chứ đâu lấy áo khoác nữa không, chốt giùm em luôn. Khoác kèm kèm màu, kèm tích nội giùm em. Khoác em có 3 màu nha mọi người nha. Màu đen nè, màu xanh với lại màu nút nha mọi người. Đen xanh nút giùm em. Khoác này đẹp rồi luôn. Nãy gì vậy ta? Nãy gì không biết chung quá trời. À đây. Bé Phương ơi. Đây em. Xếp bộ ngủ tắm cám mấy chị ơi. Trời ơi siêu phẩm đêm. Siêu phẩm đây rồi. Đây. Bộ đó mặc có người lấy được không? Xếp bộ ngủ tắm cám mấy chị đẹp ơi. Rồi bộ này cho em lẻ 78.000 một bộ. Xỉ cho em là 63.000. Xếp bộ ngủ tắm cám. Trời ơi, Phương ơi Phương, mỗi bộ này về mặn Phương ơi, bộ này dễ thương lắm em yêu ơi. Đừng có 10 bộ thôi nha mấy chị. Đừng có 10 bộ giùm em thôi, hàng lụa giùm em nha. Bao xinh luôn, em này có mấy bộ thôi. Đó, trời ơi, bộ này là quá trời dễ rút luôn rồi mấy chị ơi. Đây nha mọi người nha, bộ ngủ tắm cám giùm em nè mọi người. Xinh chưa? Em có màu vàng nha. Màu xanh nè. Màu xanh đen nè mấy chị. Màu hồng nè. Màu hồng giùm em nha. Và màu này là màu hồng đào.
được 4-5 màu nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Nè màu vàng nè, màu vàng nè, màu xanh nè, xanh đen hồng đào nha mấy chị. Nè xanh rêu nè, xanh đen nè, hồng đào nè, hồng với lại hồng đào giùm em với vàng. Rồi bộ này cho em mấy chị ơi, 78 ngàn hả? 78 ngàn bộ. Trời dễ thương quá. Rêu cho Bảo Trâm nè, rêu cho Bảo Trâm nè, lên so cho bà gái coi đẹp lắm. Xanh đen cho Bảo Trâm nè, 78 ngàn nè. Ai thích màu nào cứ lên màu giùm em nha mọi người nha. Nhập lên lấy xanh rêu nè. Chốt lẹ thì còn màu lá hồi chẳng hết màu gán chị với bà. Trời cái quần này hàng lụa nè mấy chị ơi. Trời ơi mặt mát lạnh luôn á. Cái quần nó siêu mát giùm em luôn với bà nha. Rồi ai lấy màu nào mà chốt màu giùm em luôn. Màu vàng hồng áo dập ly nha mấy chị. Áo dập ly giùm em luôn là đẹp lắm. Hồng nè mấy giá. Đây màu hồng giùm em luôn ha. Xinh chưa? 78 ngàn. Hồng nè. Cái này hồng đào nha mọi người, màu hồng nè. Xanh đen màu vàng giùm em. Rồi em sẽ lên bộ màu vàng các bạn gái coi nè. Nguyễn Đào đó xanh rêu, xanh đen, hồng đào. Nguyễn Đào ơi còn có hai màu thôi. Còn hồng đào là xanh đen thôi nha. Còn hồng đào là xanh đen thì em thôi. Rồi em còn vàng đó chị. Còn vàng, còn hồng với lại hồng đào. 78 ngàn. Lên màu vàng các bạn gái coi nè. Trắng phía sau hả? Trắng phía sau là cái áo đấy. Ơ lộn là cái sơ mi của con ơi. Nghĩa bà ơi, hỏi thiệt luôn cái bộ này mặc đúng đúng chất đó luôn á bà. Dễ thương lắm luôn á nè. Coi nè cái quần nữa bà chế. Má ơi, thấy chưa, nguyên set tấm cám với bà chưa, quá trời tấm cám luôn rồi. Bộ này mặc là má ơi, không cái là cái đầm em, cái đầm mặc đi chơi á, đầm dịch này phải không, đầm con dịch này phải không, đây nè, nó đầm này phải không, đây ha, xinh chưa. Cái đầm này 79 ngàn giùm em, chỉ trong cái like này thôi nha, qua like sau là 85 ngàn giùm bà. Em nói rồi, chỉ trong cái like đó thôi, like này cũng được 87 giá này thôi nha. Rồi bộ này em còn được 3 màu mấy chị ơi, 3 màu giùm em luôn nè. Thầy cho tôi 3 màu đi. Rồi còn đúng 2 màu, màu vàng và màu hồng. Tạm quá rồi. Vàng với hồng 2 bộ giùm em cho mấy chị nha. Rồi ok. Thêm 2 bộ vàng hả, hết rồi. Còn 1 vàng 1 hồng hả Phương. Cái 1 vàng 1 hồng luôn đi. Thì hết luôn rồi đó. Rồi ok.
ok. Rồi bộ này em được bộ vàng. Em được hai bộ vàng bé Phương. Bộ này em được hai mẹ bộ vàng nha cục cân nha. Rồi bộ đang mang chứ đâu lấy được thì chốt cho em luôn nha cả nhà ơi. Rồi qua lại mới với chị. Qua lại mới em sale hàng cho. Nha cái like này hết thì xem mà qua lại mới giùm em đi.